đặc biệt đó là chuyện mà chúng ta đang đang muốn à, được giải quyết trong ngày hôm nay và một chuyện nữa là à, cách nhận diện ra chuyện tương tác giữa da và các nhóm thuốc khác rồi những trường hợp thất bại thì như thế nào và có một mục mới à, lần này mình mới đưa vào đó là trường hợp quên uống thuốc à, nội dung phần 1 thì trước khi nói qua phần 2 thì chúng ta hình dung một chút xíu là chúng ta đã nói những cái chúng ta đã đã lướt qua những cái vấn đề gì về C rồi ha tức là chúng ta đã Nói về những cái quá trình nhiễm CVC và đa phần là nó sẽ diễn tiến mãn tính. Rồi chúng ta đã nói về những cái triệu chứng, những cái xét nghiệm và điều trị C cấp thì như thế nào, C mạng là như thế nào. Và chúng ta chủ yếu là biết là điều trị theo kiểu mạng, chứ hiếm khi nào chúng ta xài theo kiểu cấp lắm. Và chúng ta phải chuẩn bị thật là kỹ cho bệnh nhân bằng cái khâu tham vấn trước khi điều trị rất là kỹ để bảo đảm là cái khi chúng ta đặt bút xuống ghi toa thì bệnh nhân sẽ tuân thủ và chúng ta sẽ kết thúc điều trị một cách thành công và siêu vi c thì điều trị trong điều trị và sau điều trị đều có những cái xét nghiệm cần thiết À, chúng ta làm dần dần sẽ quen và nếu ai chưa nhớ thì cái việc mở ra mà xem thôi ha nhưng mà nó rất là nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị trước trong và sau khi điều trị bây giờ chúng ta qua tới một cái vấn đề khác tức là những cái đối tượng nó hơi đặc biệt không, không phải là những người bình thường chỉ có một vấn đề về viêm gan siêu vi c và đối tượng đầu tiên là gì là vấn đề thận đúng không đã bệnh gan rồi mà đụng tới thận là khổ lắm thì rất rất mừng là chúng ta theo cái phát đồ của bộ y tế 2021 chúng ta đã được khuyến cáo là không cần chỉnh liều chúng ta có ba cái DIA là Buvir, Velpatasvir và Dalasatavir là không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận bất kể giai đoạn luôn đó và nếu chi tiết thì thiệt ra cái chuyện khuyến cáo này của bộ y tế nhà mình thì đúng đã theo cái hiệp hội gan mật hoa kỳ 21 y và hiệp hội gan mật châu âu 20 còn ở đây là mình cập nhật luôn cái hiệp hội gan mật hoa kỳ 22 luôn thì họ đưa ra cái cái bằng chứng là như thế này tức là ở đây thì mình, bộ y tế mình chỉ khuyến cáo chung chung nhưng mà ở đây thì họ đưa ra bằng chứng trước đây là độ thanh lọc mà trên 30 á mà sử dụng không cần kiểm liều thì mức độ quý vị đồng nghiệp thấy rất là mạnh đúng không tới 1 a nhưng mà ở cái mức mà nó dưới 30 tức là coi như chấp chạy thận luôn bệnh thận giai đoạn cuối luôn thì cái mức độ chứng cớ nói khuyến cáo là 2 b và chứng cớ chỉ là b thôi nhưng mà thôi dù sao thì cũng có có thể cũng có thể xài được là chúng ta mừng lắm rồi ha và cái khuyến cáo là nếu chẳng may mà bệnh nhân vừa bệnh thận mà bệnh viêm gan siêu vi C mà lại đã sơ gan mất bù rồi thì thôi chịu tốn tiền chứ đừng có phối hợp ribavirin tại vì chúng ta biết rồi ribavirin cũng mệt cho thận lắm nha và nếu mà đã bị vô cái sơ gan mất bù thì chấp nhận tốn tiền DAA 24 tuần đó đó là những cái khuyến cáo chung là như vậy thì đây là là chính mình mình cắt dán cho quý đồng nghiệp nhìn đúng văn bản của hiệp hội gan mật hoa kỳ 2022 ha đó, họ nói những cái bằng chứng chứng cớ tức là không có cần chỉnh liều gì cả. Và đương nhiên với với cái độ thanh lọc mà tốt tức là tức là độ độ từ 3 trở lên đó, thì là mức độ chứng cớ rất là mạnh. Nhưng mà rơi xuống tới giai đoạn 4 giai đoạn 5 thì là chứng cớ nó 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 khuyến cáo cũng thấp mà chứng cớ cũng thấp nhưng mà dù sao thì cũng có thể cũng có thể xài được. Còn đây là văn bản Tại vì những chuyện này quan trọng lên Cho nên mình cắt từng cái văn bản Để cho quý đồng nghiệp mà đối chiếu ha. Thì đây là nguyên văn cái văn bản của Bộ Y tế mình 2021 Thì quý đồng nghiệp chỉ cần để ý ba loại thuốc xốp veo với đáp thôi Còn mấy cái loại kia thì ghi cho nó đủ chuyện gì Chứ mình cũng chả có nha Và ở đây là rõ ràng là mức độ cộng hẳn dưới 30ml phút Là vẫn vẫn có thể xài được Không có cần chỉnh liều rồi, bây giờ thì mình xin mời quý đồng nghiệp nhìn lại cái quá khứ một tí xíu cái quá khứ là cái phát đồ đầu tiên của Bộ Y tế mình nói về cái chuyện DA là nó ra đời 2016 khi bắt đầu có những cái DA đầu tiên đưa vào thị trường Việt Nam thì lúc đó là cũng đã mừng dữ lắm rồi tại vì trước đó mà điều trị bằng PET uh, interferon hoặc interferon với ribavirin thì coi như là 3 phần ăn 7 phần thua mà tác dụng phụ ghê gớm lắm cho nên là 2016 là cũng là một năm vô cùng gọi là một cái tin mừng lớn cho bệnh nhân. Nhưng mà nó vẫn còn cấn ở chỗ gì bệnh thận bản tính thì quý đồng nghiệp xem đó. Tức là nếu mà trên 30 thì không nói gì rồi. ha Thì sử dụng DA không có chuyện gì rồi. Nhưng mà dưới 30 thì sao? Dưới 30 thì chúng ta chỉ có một số ít những cái DA để dành cho genotype 1 mà thôi. Ha. Còn cái genotype đa phần của dân mình là gì là genotype 6 là tới 5 60% genotype 1 khoảng 30% genotype 2 thì ít thôi. Nhưng mà nói chung là rơi vô cái đám này 2 3 6 thì sao? Thì không có DNA nào mà xài được, chưa có khuyến cáo DNA nào xài cả. Thì lại bảo là đi chỉnh liều cái pet và xài cái thậm chí là xài ribavirin chắc là quý đồng nghiệp đã biết rồi người ta đã suy thận tới giai đoạn này rồi thì bệnh nhân nào cũng đã thiếu máu thê thảm mà bây giờ xài pet ức chế tủy xương xài ribavirin gây thiếu máu tán huyết thì bệnh nhân nào mà chịu nổi ha chưa kể là tiền rất rất là nhiều thành ra nếu mà rơi vô một số bệnh nhân mà may là genotype 1 đó hồi đó thì nó có được cái loại thuốc này mà chưa bị sơ gan mất bù thì còn có một cái cửa thoát mà rất rất ít rất ít bệnh nhân thôi thì thật ra cái giai đoạn đó nếu mà bệnh nhân mà bệnh thận mà độ thanh lọc dưới 30 thật sự là là chỉ cho ribavirin và ngậm ngùi thôi và nói chung là cứ cầu nguyện cho bệnh nhân chứ không biết làm thế nào đó là cái chuyện của 2016 thì tới 2021 thì chúng ta đã có một cái tin quá mừng rồi tức là qua năm sau thì người ta đã có những cái kinh nghiệm tích lũy và người ta cho phép là sử dụng luôn tại vì cái thời gian điều trị nó cũng chỉ ngắn thôi nó có 12 tuần Ờ, nhưng mà cái vấn đề đặt ra thì quý đồng nghiệp thấy hồi xưa á, lúc 2016 thì chưa có thuốc và để mà xài cho bệnh nhân mà bệnh bệnh thận mạng mà giai đoạn nặng tới mức phải chạy thận còn từ 2021 thì thật ra là đã có đã có thuốc để điều trị rồi đó nhưng mà thực tế thì không phải bệnh nhân nào cũng có tiền điều trị đâu quý đồng nghiệp tại vì Quý đồng nghiệp biết rồi cái cái chuyện chạy thận đã là một cái gánh nặng kinh tế rồi, người ta thậm chí nhiều người họ dành dụm được đồng nào là để tới định kỳ họ đi chạy thận để duy trì cái mạng sống của họ thôi, chứ chứ không có dư giả để mà sử dụng DA tại vì quý đồng nghiệp cũng biết DA là không phải là một cái cái chi phí rẻ ha, là 5 đến 8 triệu cho một lọ cho cho một tháng điều trị như vậy. Thành ra trong thực tế là rất nhiều bệnh nhân mình đã biết bệnh nhân phải chạy thận định kỳ đó bị viêm gan cvc đó nhưng mà họ không hề chữa Họ không hề chữa hoặc không có khả năng để chữa thì lúc thật sự là mình luôn luôn băn khoăn là những bệnh nhân này rồi họ phải nói là định lượng siêu vi của họ rất là kinh khủng ha. con số là triệu triệu không đó mà họ cứ đi chạy thận định kỳ thì thật sự là nó nó sẽ gây lây nhiễm cho những cái bệnh nhân mà dùng chung máy chạy thận với họ hay không cái chuyện này làm cho mình cũng lo lắng và trăn trở ghê lắm nhưng mà uh, cũng có nghe những cái gọi là tin tức hành lang từ những cái đồng nghiệp bên ấy nhưng mà rất may bữa hôm nay thì mình đã mời được một chuyên gia. Bây giờ xin kính mời quý đồng nghiệp hãy lắng nghe sự chia sẻ của tiến sĩ Thu Hương là một chuyên gia đầy tâm huyết và kinh nghiệm về vấn đề chạy thận. Uh, sẽ chính sĩ thu hương sẽ cho chúng ta biết là những bệnh nhân mà chúng ta đang băng khoăn khổ tâm như thế này viêm gan siêu vi C mà không trị mà chạy thận thì sẽ được phân phối trong cái máy chạy thận như thế nào Và, à, em xin kính mời chị chị hương lên máy để chia sẻ với quý đồng nghiệp ạ à. chắc là mọi người đang mong chờ dữ lắm ạ à. à, vâng kính chào cô hà kính chào bạn lộc thay mặt ban tổ chức của chuỗi điều trị viêm gan B C à, kính chào các quý vị đồng nghiệp để mà chia sẻ một chút xíu về cái bệnh nhân viêm gan BC trong thận nhân tạo thì tôi là tiến sĩ làm việc trong cái lĩnh vực thận thận nhân tạo thế thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi và chúng chúng tôi đã nghỉ nhưng mà chúng tôi đã đang đang có cái khám bệnh ở các cái phòng khám tổng nội tổng hợp trong đấy thì chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân viêm gan bc và cũng theo cô hà mấy chuỗi cái viêm gan bc thật là rất là cảm ơn cô đã chia sẻ một cách tâm huyết những cái vấn đề mà chúng tôi những người bác sĩ điều trị thận tạo À, rất là rất là lo lắng và cũng luôn luôn phải chú ý uh, tới cái lĩnh vực của cô uh, kể từ những cái thập kỷ trước mà tôi uh, đang còn công tác thì uh, những cái thời gian đầu mà mà thận nhân tạo được triển khai ở um, Việt Nam mình thì cái cái vấn đề viêm gan virus chúng ta có uh, quan tâm nhưng chưa được quan tâm cụ thể như hiện nay và cũng chưa có cái chưa có cái phác đồ hay là những cái nguyên tắc hay là những cái quy định mà hội thận chúng tôi đã xây dựng như hiện nay hiện nay thì thực ra là tất cả các cái đơn vị lọc máu thì đều phải phải xây dựng các cái quy cái quy trình quy định về cái phòng lây nhiễm viêm gan rất là chặt chẽ à, như thế thì À, về cái, ở cái đơn vị tôi công tác cũ ấy thì có cái bố trí khu vực lọc máu riêng để sử dụng máy thận nhân tạo riêng trong đấy các máy cho bệnh nhân viêm gan B riêng viêm gan C riêng đồng nhiễm riêng và thậm chí có phải về sau này có những cái bệnh nhân có Hiv chúng tôi cũng phải có cái cái máy riêng đồng thời với những cái khu vực máy riêng đó thì có sử dụng máy rửa quả lọc cũng riêng và bệnh nhân nào thì quả lọc lấy các cái tủ rửa tủ đựng quả lọc để lưu qua bệnh nhân ở Việt Nam mình thì không được rửa được không được dùng quả lọc thay một lần cho nên là một bảo hiểm y tế cho 6 lần một quả lọc cho nên chính vì thế mà chúng tôi chúng tôi đã, đã phải lập ra các quy trình quy định và thực hiện rất nghiêm ngặt về đối với bệnh nhân viêm gan BC bệnh nhân khi vào viện bắt đầu được lọc máu thì chúng tôi có cái quy trình là phải phân loại và làm các xét nghiệm về tầm soát viêm gan BC đồng nhiễm HIV để phân loại các bệnh nhân ra từng nhóm bệnh nhân và ở nơi chúng tôi làm thì những cái điều đó nó đã từ nhiều năm nay rồi nhiều hạn hai ba thập kỷ nay rồi cho nên là cái tỷ lệ mắc mới của viêm gan B, C rất thấp, rất rất thấp. Thế và à, trước đấy thì nhiều năm thì chúng tôi cũng có được à, đi tham quan một số cái cái đơn vị mà đã đọc máu từ lâu rồi. À, tất nhiên là cho hoàn cảnh của Việt Nam mình, à, những thời kỳ đầu của thận nhân tạo là chúng tôi rất cam go. Máy thận thì không có nhiều, không phải lúc nào cũng có máy để chia làm bệnh nhân viêm gan B, C rồi đồng nhiễm rồi HIV, nó rất là khó khăn. Ví dụ như ở một đơn vị có độ 5 cái máy mà bệnh nhân vào thì mỗi một bệnh nhân mỗi mỗi 6 cái bệnh nhân mà lọc máu chu kỳ thì phải chiếm một máy. Cho nên là không thể nào mà mà chia cho bệnh nhân như thế. Những thời gian đầu là rất cay go. Tuy nhiên thì ở những cái nơi đó thì các bác sĩ và nhân viên y tế phải thực hiện nghiêm ngặt hơn các quy trình tẩy rửa quả lọc. Nghiêm ngặt hơn các cái, các cái quy trình mà, mà trước và sau lọc của bệnh nhân mặc dù thế thì cái tỷ lệ mắc mới của viêm gan trong thận nhân tạo nó vẫn có và cũng gây phiền hà cho các, các bác sĩ và bệnh nhân. Thế thì uh, cho tới nay thì cả hệ thống y tế Việt Nam uh, đa số các cái trung tâm lọc máu đều phải thực hiện nghiêm ngặt cái quy trình bệnh nhân vào phân loại bệnh nhân, phân loại bệnh nhân uh, chia các cái máy thận. Uh, tất nhiên là tôi cũng không dám nói hết bởi vì như này này có những lúc bệnh nhân lọc cấp cứu Đôi khi chúng tôi cũng phải phải lọc chung sau đó thì chúng tôi lại tẩy rửa quy trình tẩy rửa nó khổ hơn rất nhiều, tốn kém về dịch về những cái vấn đề về tẩy rửa hơn rất nhiều. Thế thì qua những cái bài giảng của cô thì thấy rằng là bệnh nhân thận nhân tạo còn còn có thể là duy trì được là vì nếu mà bệnh nhân viêm gan virus mà không được điều trị thì thận đã hỏng rồi, gan lại hỏng thì bệnh nhân tỷ lệ tử vong tăng lên rất nhiều nên là à, cũng mong muốn được là um, các bác sĩ điều trị thận nhân tạo cũng như các bác sĩ của nội tổng hợp nói chung thì uh, quan tâm đến vấn đề này để bệnh nhân được hưởng cái lợi thế nhất là cái khối thận nhân tạo là cái khối mà chúng tôi phải dùng máy uh, chung này thì không thể một người một cái máy được phải dùng quả lọc thì phải rửa trong cái hệ thống chung như thế thế thì mặc dù thì quả lọc bây giờ chúng tôi chia rất là rõ ràng tủ của lọc riêng của B riêng của C và ở những ở nơi chúng tôi làm việc thì đánh dấu đỏ các cái máy là của nhiễm và các cái máy mà không nhiễm thì đánh dấu xanh chúng tôi làm chỉ thị màu rất là rõ ràng và chính vì thế mà cái tỷ lệ viêm gan um, nó, nó nó hạ thấp một cách ngoạn mục như thế thì chúng tôi đã có những cái báo cáo cụ thể và kể cả những nơi ngày xưa thì cái tỷ lệ mà tỷ lệ bệnh nhân mắc mới trong điều trị thận tạo là nó tăng rất cao nhưng hiện bây giờ thì chúng tôi biết rằng cải thiện rất nhiều và cái hội thận chúng tôi khi mà được sinh hoạt với nhau thì các thầy các cô, các anh chị em làm thận nhân tạo thì đều rất cố gắng và rất lưu tâm đến vấn đề viêm gan virus và uh, có lẽ tôi cũng muốn chia sẻ như vậy thôi và để dành thời gian cho cô Hà nói về những vấn đề sâu hơn về vấn đề viêm gan mà tôi cũng rất đang dõi theo cô. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn các, em cảm ơn chị Hương nhiều đã lắm đã à. nghe ạ. Dạ, mà chị Hương khoan tắt mic rồi em em còn mấy chuyện sẵn là để để xin làm rõ hơn cho các đồng nghiệp ạ. À. Theo như chị dạ. Hương chia sẻ thì em được biết là coi như máy á thì mình chia là mấy mấy đỏ máy xanh đúng không ạ? À? Máy đỏ dạ. là mấy có liên quan tới nhiễm. Rồi đúng trong rồi. cái máy đỏ á, thì lại có những cái cục lọc riêng cho B cho C cho HIV D, đúng không ạ? B à? và đồng nhiễm à. ạ. Dạ, dạ dạ, dạ. À như vậy dạ. đó thì thực tế là em có những bệnh nhân á ờ uh, B tại vì B thì khó lòng mà nó hết lắm. Bài trước chúng ta biết rồi là HB là nó còn hoài nhiều khi cả đời người ta luôn. Nhưng mà C đúng đó, rồi. C là sau khi người ta điều trị 12 tuần là người ta trong sạch đó, Tức là người ta không có dính dáng, người ta không còn là nguồn lây nữa. Thì như vậy những cái bệnh nhân đó họ có được được thay đổi cái cái hồ sơ lý lịch của họ để họ được đưa qua máy sạch không ạ? Thôi thời hiện tại là chưa. Hiện tại là chưa có như thế ạ. Tại vì dạ. là bên này thì bây giờ được học thì chúng tôi biết rằng là khi, khi mà cái arn uh, 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 của virus c mà nó giảm xuống yeah. thì gần như tự yeah. nhiên được khỏi hẳn nhưng yeah. mà cái ám ảnh của cái viêm gan ga virus là còn rất là nặng nề cho nên yeah. là chúng tôi cũng chưa chưa có cái quy trình đấy cụ thể yeah. Yeah. có lẽ là tới đây thì mình cũng phải đào sâu cái suy nghĩ yeah. về những chuyện đấy và cũng lan tỏa trong yeah trong các bác sĩ yeah. để mình xem xét, để mình xét xem xét cho cô ạ. Bởi vì yeah, yeah. Uh, thật ra là cũng tái tỷ lệ tái nhiễm cũng có và tỷ lệ yeah. tỷ lệ tái nhiễm khi mà bệnh nhân yeah. vi uh, ng, ng, cái cái số lượng virus nó ít nhưng mà yeah. nó có những tái nhiễm và um, yeah. cái đó thì về chúng tôi vẫn nói với nhau là chúng tôi chỉ quản lý các bác trong 4 giờ là lọc máu thôi. Yeah. Còn cái an toàn yeah của các bác là yeah. do các bác nữa bởi vì mình điều trị yeah. ở đây nhiều khi yeah. uh, không phải điều trị hết được cái partner của họ, yeah. Yeah, đúng cho nên rồi. mình cũng yeah. không dám là là để trộn lẫn yeah. họ với người khác Vội thế cho nên yeah, là... khi khi đấy yeah. thì nó thật sự thật sự là một cái áp lực cho bác sĩ và bệnh nhân cũng yeah. như là những bệnh nhân khác họ cũng yeah. có ám ảnh nữa chứ dạ, không phải tích thị dạ. nhưng mà ám ảnh dạ đúng rồi wow. mà nếu, Đó. nếu như vậy mà không lẽ cứ mỗi lần chạy thận thì phải làm lại cái hcv rna thì là chi phí ghê quá đúng không ạ à, không ạ à, bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ thì chúng tôi được có cái định kỳ để dạ. để xét nghiệm và dạ. xét nghiệm cho bệnh nhân và nếu mà dạ. bệnh nhân b ấy thì định kỳ xét nghiệm thì đã đành rồi nhưng mà c thì dạ. thường thường là dạ. chúng tôi cũng có ký vẫn có được định kỳ các cái virus là vẫn được định kỳ trong thời gian yeah. bao nhiêu lâu đấy hồi trước chúng tôi làm thì ba yeah. 3 tháng thì bệnh nhân được định kỳ yeah. một lần. Thế yeah. và cũng yeah. vì thế cho nên mình phát hiện những mắc mới. Dạ. Yeah. Thế là yeah. nếu mà phát yeah. hiện mắc mới thì mình phải điều trị. Sau yeah. đó thì mình lại phân loại cho bệnh nhân như thế. Có kể yeah. cả những cái bệnh nhân mà không có mắc viêm gan thì chúng tôi yeah. cũng được xét nghiệm định kỳ. Dạ. Yeah. À, ừ. tại tại cái vấn đề đó là em đã gặp một gọi là người, bác sĩ chính người dạ. nhà của bác sĩ đó dạ. là bị viêm gan rồi dạ. điều trị rồi nhưng mà nó là không có được qua không được qua cái máy sạch nên sau đó là cái điều trị sạch sẽ tốn tiền điều trị cái thời gian không lâu à, ra lại lắm, mà cũng chưa có dạ. ai có ra quy định rõ ràng cô ạ cho dạ. nên là dạ. có lẽ đó cái đó có à. cũng không dạ. thận cũng phải đặt dạ. ra vấn đề và dạ. sau đó thì mình cũng phải có cái nghiêm mặt hơn ạ tại vì dạ. cái đấy khi mà bệnh nhân có viêm gan siêu vi c mà hồi dạ. xưa ấy mình chưa học kỹ về cái vấn đề viêm gan đấy thì viêm dạ. gan siêu vi c là cái ám ảnh lắm tại vì người ta thường dạ. nói cái xưa là đó à, thì hay ghê gây lắm ung gì? thư gan hơn dạ. đấy chứ còn b thì lại không gây ung thư gan nhưng bây giờ thì b thì lại còn sợ hơn nó vừa dạ. kéo dài mà nó vừa vẫn có sơ gan vừa ung dạ. thư gan cho nên dạ. là cái đó thì cái đấy là kiến thức kiến thức update cô ạ dạ, cho dạ. nên hàng này thì thì vẫn phải giỏi à, theo kiến những, những thức mới à? chị em mình là hy vọng là tất cả đồng nghiệp chúng ta cùng hy vọng là chúng ta sẽ có một cái quy chế mới cho cái chuyện CVC thì tại rõ ràng họ bị oan à tại vì họ tốn tiền à. điều trị xong thì họ sạch đó họ sạch nhưng mà họ lại không được qua cái máy sạch thành ra cũng tội <laughs> đúng rồi vâng dạ, nhưng dạ. mà cái 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 đám đấy thì có lẽ là cũng phải có cái phải có, có cái... dạ, cũng phải có cái quy trình ví dụ như, như là... là không là đối tượng nguy cơ chứ còn mấy anh chàng chích chết hay những người làm nghề kia thì không dám rồi nhưng mà Và... nhưng mà sao thì phải có bằng chứng khoa học chứ cũng không thể nói ở ờ, đánh đồng là dạng này dạng kia được như vậy Đúng thì rồi. nếu vậy thì chi phí một lần vô chạy thận là phải đi kèm một cái định lượng HCVR là nếu là âm thì cho vô sạch được mà <laughs> nếu họ đưa ra một bằng chứng là Lần này là đó lấy máu vừa tại vì một ngày hoặc là một buổi là đã chạy ra kết quả được rồi thì nếu người ta có khả năng đi. Giờ người ta nói là cho tôi qua cái máy sạch và tôi đưa bằng chứng lấy máu liền trước mỗi lần mà tôi sẽ chạy thận là tôi lấy bằng chứng là HCV RNA tôi là dưới ngưỡng 15 IU cho tôi qua máy sạch. Dạ cô. <laughs> dạ chắc chắc là, là phải à. phải suy nghĩ dạ. Mong Một lần có cái mới để cho bệnh nhân cũng đỡ đi ạ. Những cái Dạ dạ rồi, em thì... cảm thì... ơn và... chị Hương rất đấy là là nhiều. là kiến thức update. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ. Và dạ chắc thôi các đồng nghiệp khác thì để còn thắc mắc cuối buổi mình nói luôn nha thôi giờ dạ, để 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 cho mình sẽ tiếp tục bài chứ không thôi cũng nhiều nhiều đồng nghiệp đang sốt ruột dạ một lần nữa em cảm, cảm, cảm ơn vậy. chị thương rất là nhiều ạ à. cảm ơn dạ, cô ạ dạ. em xin phép em tiếp tục rồi rồi vậy rồi này bây giờ chúng ta đã đã được một uh, chuyên gia chia sẻ về cái vấn đề uh, bệnh nhân chạy thận ha uh, rất là thú vị chắc cuối buổi này cũng nhiều chuyện cần phải phải nói nữa đó bây giờ chúng ta qua một đối tượng nữa là trẻ em đã trẻ em thì có thể dùng DAA được hay không thì uh, ở trong cái phát đồ của bộ y tế 2021 á đã uh, đã mở ra cho mình một số ban đầu tưởng là tin mừng nhưng mà nó cũng có chút vấn đề. Trước hết là nếu mà đã nuôi con được 12 tuổi trở lên là mình phát hiện nó bị siêu vi C thì thôi khỏe. Là tại từ 12 tuổi cho tới 17 tuổi, tức là 18 tuổi hôm trước mình đã nói rồi là người trưởng thành đó, thì nếu chỉ cần cháu từ 12 tuổi trở lên thôi thì nó đã xài được sốt veo, sốt led. Thời gian y chang như người lớn, liều dùng cũng y chang như người lớn, khỏi phải lo. Rồi bây giờ thì lại có một cái đám là từ 3 đến 11 tuổi thì lúc này chúng ta phải tính toán dựa vào cân nặng đó quý đồng nghiệp thấy cái cân nặng nhìn nó chi chia chi, chi, chi li ly chia ly lắm đương nhiên là nó nó không thể nào trọn vẹn một viên thuốc tại vì cái shop veo sốt hôm trước mình có nói quý đồng nghiệp rồi nó gọn gàng lắm hai trong một và nó phối hợp cho một viên thuốc thì ba cháu nó 12 tuổi trở lên thì nó uống một viên như người lớn chẳng có vấn đề gì nhưng mà nó từ 3 đến 11 tuổi thì lại chi ly như thế này chia ra như thế này cái liệu như vậy đâu có vừa một viên thuốc đâu thì bắt buộc nó phải có những cái dạng dạng những cái gói nhỏ hàm lượng thấp đối với đồng nghiệp xong cái slide nó không có chạy không, không, không. Xin lỗi một chút xíu không biết lý do kỹ thuật gì để để mình yeah. có là cô mở lại thử được. À, có à, thể là... Nhiều có khi thể là... là máy mình nặng quá thì nó có à. thể nó bị đơ. À. Rồi. và quý đồng nghiệp nhớ là nhỏ hơn nữa thì cũng không có cửa cho cháu rồi tức là dưới 3 tuổi thì bây giờ chưa chưa có DA là chưa dùng được cho bé dưới 3 tuổi chỉ từ 3 tuổi trở lên 12 tuổi thì khỏe ra như người lớn còn cái đám lấn cấn là từ 3 tuổi cho tới 1, 11 tuổi và đây là cái phát đồ của Bộ Y tế mình thì đó viết thì rất là đầy đủ y chang như là của thế giới nhưng trong thực tế thì chả có cái nào cả nha ghi vậy ở dưới chỉ có ghi chú là các thuốc ở này là nhờ gì đó nhưng mà thiệt ra là mấy cái dạng mà nhỏ nhỏ gói nhỏ này cũng không hề có luôn chưa hề có trên thị trường việt nam mình luôn rồi làm sao bây giờ cái chia cái viên của người lớn để dùng cho con nít được không đúng không mình hỏi hết mấy hãng dược thì không ai có ý kiến vụ này tại vì thứ nhất là nó rất là đắng và một cái viên nguyên vẹn như mình chia ra thì hiệu quả hấp thu rồi thuốc nó có bị hư khi vào và cái những cái dịch những cái men tiêu hóa hay không không ai trả lời được chuyện đó hết rồi thành ra bây giờ mình nhìn lại tức là nhìn lại cái hướng dẫn của bên hoa kỳ đó thì ở đây thì họ cũng xác định là phải trên 3 tuổi ha và nó rất là thuận tiện là coi như là cái lợi ích là chắc chắn nhưng mà phải là trên 3 tuổi và cũng khuyến cáo là nếu mà cháu nó có những cái biểu hiện ở ngoài gan thì nên điều trị sớm thì ở đây thì cũng là chia nhỏ nhỏ đó nhưng mà họ cho mình ở cái một cái mức ví dụ như cái đám uh, led á thì 35 kg trở lên thì nó coi như nó bằng đường viên của người lớn nè. Còn cái đám sốt veo thì 30 kg trở lên thì cháu nó được một viên như người lớn thành ra cái này người ta không có giới hạn cái cái tuổi không có giới hạn à, là nó khoảng khoảng mấy mấy tuổi gì cả như vậy thì chúng ta biết là trên 12 tuổi thì mình cứ xài một viên như người lớn rồi nhưng mà nó từ 3 tuổi cho tới 11 tuổi mà mình cứ nuôi cháu mà nó bự bự nó đủ 35 kg thì mình xài được Soplet mà nếu mà chỉ cần trên 30 kg thôi thì mình sắp veo là đã phủ hết tất cả siêu tiếp rồi đúng không thành ra nôm na là chúng ta có thể điều trị được cho những bé mà nuôi nó đủ 30 kg thì chúng ta xài được một viên là sốt veo cho cháu chứ còn mình không có những cái dạng nhỏ và thực tế thì mình cũng không có làm nhi cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà mình cũng đã có gặp một vài cháu bé là làm tình cờ phát hiện cho những cái cháu nó đi khám nguyên nhân khác nhưng mà cũng may mấy cháu đó thì ba má nó cũng nuôi nó được trên ba chục ký rồi Thì nó cũng không có nhức đầu lắm thì cho nó xài một viên sốt veo luôn rồi cái uh... Đối với uh, trẻ em thì ở đây người ta cũng lưu ý là đương nhiên là nếu mà chưa có điều trị được thì cũng phải theo dõi kỳ cho cháu nè. Và người ta khuyến cáo là nên chích ngừa cho cháu nếu mà nó đã mang siêu vi C thì là phải chích ngừa nếu đi chưa bị nhiễm siêu vi B thì phải chích ngừa siêu vi B siêu vi siêu vi A cho cháu luôn. Thì đó là những cái mà họ nhắc nhở thêm. Rồi bây giờ tới con nít xong thì tới bà bầu. Bà bầu thì uh, cả bộ y tế mình, cả guideline của châu Âu 20 và cả uh, gan mật Hoa Kỳ 22 thì đều nói là chưa có đủ dữ kiện về sự an toàn của cái nhóm đi đây trên thai phụ. À, họ có nói là phụ nữ mà nhiễm siêu vi C thì có thể cho con bú nhưng mà không có nói rõ là là lúc đó bà này có dùng DA hay không nó không đó vậy nó họ nói một cách rất là chung chung là nhiễm thì đương nhiên là siêu vi C mình biết là nó không có lây ghê gớm như siêu vi B cho nên là cũng có thể cho con bú trừ trường hợp là cái đầu vú nó bị nứt nẻ chảy máu quá thế thôi rồi và trước khi mà giả sử như có thể chuẩn bị sẵn sàng để mà làm mẹ đó thì phải test đầy đủ hết thì trong đó là có tầm soát ngoài chuyện siêu vi b thì sẽ nên tầm soát siêu vi c và nếu mà phát hiện thì thì chữa ha để trước khi mà dự định có thai còn lỡ có thai rồi mà phát hiện mới phát hiện được là mang siêu vi c thì sao thì thôi chờ đó sau xanh thì sẽ điều trị và một cái chuyện rất là thú vị là nhiều khi mình một cái bà bầu mình phát hiện là có siêu vi c mình chưa 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 dám trị tại vì trong thai kỳ không xài da được mình đợi sanh ra sẽ trị nhưng mà sanh ra xong rồi thì bà tự xử luôn tại quý vị nhớ cái hiện tượng phục hồi miễn dịch sâu xanh rất là thú vị đối với siêu vi b thì nó có thể làm cho cái người mang siêu vi bị viêm gan bùng phát lên do cái đáp ứng miễn dịch thì đối với người siêu vi c thì họ lại có thể tự thải trừ tự thải trừ được siêu vi c sau khi họ sanh thì cái đây là một cái điều cũng rất là thú vị ở đây thì mình cái đây là mình cắt dán mấy cái văn bản nếu đồng nghiệp nào muốn nhìn rõ nguyên văn của những cái cái tài liệu này đó thì mình có cái cái đây là mình cắt dán của châu âu 2020 ha thì nội dung cũng giống như mình đã đã nói nhưng mà có cái chuyện này thì người ta nói cụ thể hơn nè tức là đương nhiên là không có chưa có chưa có khuyến cáo về về chưa có đủ cái dữ kiện về cái hiệu quả vật sự an toàn nhưng mà người ta cũng có nói là sự điều trị có thể có thể xem xét trong những trường hợp là gọi là tai nạn tức là đang điều trị xong rồi bị có thai ngoài ngoài dự kiến đó thì thì người ta cũng có thể là là xem xét và đương nhiên là từng trường hợp riêng sau khi mà phải bàn hoặc là thảo luận với bệnh nhân về tất cả những nguy cơ lợi ích và phải theo dõi sát bởi một bác sĩ chuyên khoa gan và một bác sĩ sản khoa ha. rồi ở đây thì người ta nói cái chuyện cho bé bú thì không có chống chỉ định ở người phụ nữ với, mang siêu vi c trừ khi là những trường hợp là có chảy máu hay nước nẻ đầu bú thôi nhưng mà ở đây không có nói động gì tới chuyện uống thuốc daa hết thì chúng ta ngầm hiểu là có bầu không, không có uống được thì chắc là cho lúc mà cho con bú thì cũng không, không uống được đó ngầm hiểu vậy thôi chứ còn không thấy nói rõ ràng chuyện đó ra còn mỹ thì sao mỹ thì cũng cũng khẳng định là không chưa có đủ những cái dữ kiện lớn để đánh giá sự sự cái an toàn trong thai kỳ nhưng mà người ta có một cái nghiên cứu nhỏ một cái nghiên cứu nhỏ mà chỉ à, khoảng chừng 15 thai phụi đó thôi thì xài lady và sofosbuvir thì người ta thấy là cũng không chưa thấy gì tại vì mới có 15 người thôi thì cũng chưa thấy gì đó và người ta nói là chưa có dữ kiện về cái nhóm ven ba là tăng genotype là Pan thì người ta chưa có dữ kiện nha yeah và đương nhiên là người ta lại không chữa được không chữa và người ta cũng không có khuyến cáo là uống dự phòng lây nhiễm mẹ con gì cả luôn ha ở đây người ta nói là cái tỷ lệ xảy gọi là truyền từ mẹ qua con thì nó đâu đó khoảng 5 đến 15 rồi có cái câu ở dưới thì mình mình vẫn chưa chưa hiểu được lắm thành nên là thôi mình cứ ghi đây để đồng nghiệp nào tức là với một cái số lượng mà chuyển qua mãn tính thì là ba đến năm thì mình không biết phần trăm này là so với cái gì mình chưa tìm được cái cái tài liệu nào nó sáng sáng rõ hơn chưa hiểu được chuyện này cho nên thôi cũng đưa ra đây nếu đồng nghiệp nào có biết thì giải thích thêm cho cho mình và các đồng nghiệp khác rõ còn không thì mình sẽ tiếp tục đi đi tìm câu trả lời tại cái câu này không hiểu còn tỷ lệ lây truyền từ mẹ qua con Từ 5 đến 15% thì chúng ta biết rồi nó không có lây nhiều như CVB thì nó khoảng này thôi. Còn CVB quý đồng biết rồi nếu mà tải lượng siêu vi của mẹ nó cao, mẹ nó là HBR gì tỷ lệ có thể tới trên 90%. Thì nó có nhiều bà mẹ là sanh được bao nhiêu đứa con là lây sạch hết ha, nguyên một nhà tất cả anh em đều bị mẹ lây hết. Còn CVC thì cái khả năng lây từ mẹ lây qua cho con nó cũng ít hơn. Rồi ở đây người ta khuyến cáo một loạt ha, ví dụ như là nếu mà một một cái trường hợp mà mình phát hiện có anti hcv anti hcv dương ở trên bà bầu rồi đó trước thì trước khi sanh á thì, thì là cũng phải thường xuyên theo dõi cái tình trạng tải lượng siêu vi và những cái chức năng để để đánh giá cái nguy cơ lây nhiễm mẹ con mức độ diễn tiến như vậy. Và cho tới bây giờ thì cũng chưa có một cái biện pháp nào can thiệp nào để cho thấy là hiệu quả để giảm cái khả năng lây truyền mẹ con. Cũng ơn trời là nó lây cũng tăng ít thôi, 5 đến 15% thôi chứ không có nhiều lắm. Và một cái bà mẹ bị bà bà bầu có nhiễm siêu vi c nhưng mà ngứa dữ dội mà vàng da thì cũng đừng có nghĩ chuyện siêu vi c không mà còn chừng những cái nguyên nhân khác ha ví dụ về vàng da tắc mật trong thai kỳ tức là những cái vàng da liên quan tới thai kỳ thì chúng ta cũng phải nên nên xem xét đánh giá thì chúng ta cũng biết rồi siêu vi c ít khi nào nó đột ngột nó vàng da vàng mắt men gan nó tăng lắm nhất là những trường hợp mãn tính đó còn nếu bà bầu chẳng những mang siêu vi c mà tới giai đoạn sơ gan rồi thì chúng ta biết rồi nó sẽ rất nhiều những cái nguy cơ do cái tình trạng sơ gan này và ở đây cũng giống như châu Âu nói là không có chống chỉ định cái chuyện cho con bú trừ khi cái đầu vốn nước nẻ thôi. Và chỉ có à, Mỹ thì nói một câu rất là hay là là người phụ nữ mang s.v.c thì có thể ha phải nên đánh giá lại cái s.v.c sau khi sanh bởi vì là có thể là nó tự mất đi, nó tự thải trừ một cách tự nhiên, đó là ý kiến của Mỹ và cái bằng chứng thì cũng khá là mạnh đó ha, tức là một b ha. Rồi hôm trước có bạn thắc mắc thì đây câu trả lời đây Nếu mà mẹ nó mang siêu vi C thì đứa bé sanh ra Đứa bé sanh ra thì phải được kiểm tra ha Và cái 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 xét nghiệm mà kiểm tra thì người ta dựa là dựa trên kháng thể thôi Và vì nó là test kháng thể cho nên là khoảng từ 18 tháng trở đi tức là bé nó được 18 tháng tuổi thì quý đồng nghiệp hãy kiểm cái kháng thể anti HCV. Tại vì sao? Tại vì sớm thì chúng ta biết rồi nó là kháng thể của mẹ nó truyền qua chứ chưa chắc gì là nó đã bị lây con siêu Nên cái này là chứng cớ rất là mạnh là một a nha. Khuyến cáo một và chứng cớ là ai luôn. Rồi à, một cái nữa là nếu nếu có nhiều đồng nghiệp thắc mắc là nếu mình kháng thể thì nghĩ là của mẹ nó truyền qua thì đi làm kháng nguyên luôn tức là làm test HCV RNA luôn HCV RNA luôn nhưng mà cái này thì người ta cũng không khuyến cáo lý do là thắc mắc làm chi cho nó khổ là tại vì cũng có chữ do nhỏ được đâu phải không thành ra mình ở đây là mình thấy là 3 a bằng chứng thì a nhưng mà cái mức độ khuyến cáo là rất là tệ người ta không có khuyến cáo chuyện này rồi còn nếu mà đứa nhỏ nó đã sau 18 tháng mình đã xác định là bé có anti HCV dương tính rồi thì cũng dừng lại ở chuyện đó thôi mà chờ nó đủ 3 năm đi thì hãy làm cái HCV RNA rồi lúc đó là tại vì sao tới 3 tuổi mới dùng thuốc DA cho cho bé được nếu mà mình làm sớm thì cũng để ngó thôi chứ có có làm gì được đâu tốn tiền ha, tốn tiền má nó rồi thêm má nó lo nữa cho nên là mình chỉ biết anti HCV dương thì mình biết để ý là đương nhiên là chúng ta mặc định là bé nó có thể là có mang đó nó có thể là cái nguồn lây đó thì những cái chuyện lây nhiễm thì chúng ta cẩn thận thôi nhưng mà chúng ta cũng không cần xác định ha, cũng không xác định cái HCV RNA cho khi bé 3 tuổi thì chúng ta hãy làm rồi như vậy thì tại sao lý do mà tại sao chần chừ thì mình hay nói mấy đồ là thử mà không chữa cho con người ta thử chi cho con người ta sợ đúng không nhưng mà thật ra thì nó cũng còn một lý do nữa thì bởi vì chúng ta biết là bé nó vẫn có khả năng là gì nó tự thải được chứ bộ đúng không nó nhiễm nó có thể tự thải được chứ bộ mình biết đâu là trong 3 năm trời đó bé nó tuổi trẻ tài cao tự nó xử luôn con siêu vi thì sao thì biết đâu tới chừng 3 tuổi chúng ta làm hcv rna chả còn nữa thì má nó khỏi tốn tiền chữa luôn khỏi nhức đầu ha Thành ra chúng ta nhớ là trẻ em thì 18 tháng làm anti-HCV để biết là có khả năng bé bị lây hay không. Rồi, và nếu biết thì cũng để đó thi. Cứ chờ đấy, rồi tới bé 3 tuổi thì làm HCV RNA luôn. Mà thật ra thì 3 tuổi làm mà ở Việt Nam mình cũng chưa có thuốc. Nhưng mình nói là phải nuôi nó tới 30 kg thì mình mới uống được một viên Phen 3. Mà nó nhỏ quá, không biết làm sao. Và một đồng nghiệp cũng có thắc mắc. Thì đương nhiên là thể bé đứa nhỏ từ một bà mẹ mà bị nhiễm CVC thì mình phải kiểm cho nó rồi ý là cái đứa này là mới được sanh ra đó nhưng mà là tất cả những cái đứa mà những đứa trẻ gọi là anh em của của cái đứa nhỏ mà nó bị mẹ lây thì đương nhiên nó cũng phải nó cũng phải uh, kiểm thôi ha chuyện nó đương nhiên rồi tại nó cũng từ một người một nguồn mà ra mà rồi thì cái này là bộ y tế mình cũng xin nói rất là rõ ràng xét nghiệm thì kháng thể thì thực hiện 18 tháng còn khi bé đã có anti HCV sau 18 tháng mà có anti HCV rồi thì mới kiểm tra HCV RR sau 3 tuổi ha. Và nếu là văn bản của Bộ Y tế thì chúng ta hiểu là bé à mà hình như là con nít dưới 6 tuổi là được bảo hiểm hết á, Đó, bảo hiểm hết nhưng mà chúng ta mà làm không đúng thì coi chừng cũng bị bảo hiểm bác sức toán thành ra phải đúng đúng thời điểm nha. Thì quý đồng nghiệp có thể cho bé làm. Rồi bây giờ nói tới chuyện đồng nhiễm hai anh hai bc hai anh sát thủ âm thầm và đồng nhiễm thì thì sao thì nếu mà cả hai đủ tiêu chuẩn điều trị thì mình điều trị đồng thời luôn ha đủ tiêu chuẩn thì điều trị đồng thời luôn B cũng đủ, đủ tiêu chuẩn còn nếu mà B chưa đủ tiêu chuẩn điều trị thì chúng ta sẽ gọi là điều trị dự phòng dự phòng thì cũng uống thuốc y vậy thôi nhưng mà vấn đề là chúng ta có cái thời hạn để chúng ta ngưng thuốc còn chúng ta biết điều trị CVB thì uống miệt mài luôn ha không biết tới khi nào ngưng nhưng nếu chúng ta điều trị dự phòng thì chỉ cần điều trị dứt CVC rồi duy trì thêm 12 tuần nữa thì chúng ta đã có thể ngưng ngưng theo cái kiểu ngưng dự phòng và tiếp tục theo dõi tiếp. Còn những trường hợp mà hbs âm mà chỉ có anti HBC dương thôi, thì cái khả năng nó 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 gọi là nó bùng phát hay nó tái hoạt rất là thấp, thì người ta cũng không có khuyến cáo và chỉ theo dõi thôi. thì mấy đồng nghiệp mình là, là lưu ý là theo dõi. tức là nếu mà mình nói chung là chúng ta không bỏ hẳn, không bỏ lơ hẳn nhưng mà chúng ta không bắt bệnh nhân phải phải uống thuốc và nếu mà điều trị thì như mình nói là siêu vi c quý đồng nghiệp bỏ DAA vô là nó đẹp mắt ngoạn mục luôn tức là men gan nó tăng dai dẫn bao nhiêu lâu không cần uống silimarin bây giờ bỏ DAA vô là nó là men gan nó về bình thường trong khi hồi trước chưa có DAA thì uống silimarin uống gì nâng đỡ kiểu gì nó cũng tăng bỏ DAA là nó về bình thường nhưng nếu chúng ta bỏ DAA mà nó không về bình thường thì lúc đó phải xem lại còn có chuyện gì khác và một chuyện gì khác đó là gì là siêu vi CVB ha thì cái chuyện mà CV tái hoạn người ta đặt vấn đề như vậy điều trị DA mà thấy men gan nó nó không ổn ha. và khi đó thì làm sao đổ tội cho CV thì đương nhiên chúng ta cũng phải tìm tìm bằng chứng ha là coi bé đâu nó có dương trở lại hay không và nếu có thì phải làm định lượng DNA à, thực tế thì mình cũng chưa gặp cái ca nào như thế này chứ là chưa bị tái hoạn men gan nó tăng thì thường phần lớn mấy bệnh nhân đó là do bị viêm gan nhiễm mỡ hay CVC nó hay đi kèm viêm gan nhiễm mỡ đó cho nên uống DA rồi men gan nó cũng không bình thường được. Rồi, thì đây là những cái văn bản của bên Hiệp hội Găng Mật Châu Âu. Thì nó ý nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình cắt văn bản cho quý đồng nghiệp nào muốn coi tận mắt cái văn bản thì mình mình coi thôi ha. Rồi đây là cái văn bản của Bộ Y tế của mình. Thì khi mà uống thuốc vừa B vừa C đó, thì người ta có lưu ý mình một chút. Tức là cái đám Venba, ven thì nó có thể nó làm tăng nồng độ cái TDF và cái nhóm Lady Factory thậm chí là nó còn làm tăng cái độc tính của TDF đối với thận nữa cho nên là nếu mà người ta mà có độ lọc thận mà nó đã dưới 60 rồi á, tức là nó ở bệnh thận mạng giai đoạn 3 rồi là chúng ta không có nên dùng lép mà chúng ta chúng ta có thể xài ven ba ha, có thể xài Ben ba đó là trên tinh thần của khuyến cáo của uh, phát đồ bộ y tế nhưng mà nếu mà đồng nghiệp tra cái bản tương tác, bản tương tác thuốc này đó thì chúng ta thấy là người ta sẽ không có khuyến cáo những cái nhóm venba với teno ha, vô cái cái màu cam rồi lady với với teno cũng cũng vô cái màu cam rồi thành ra thôi nếu chúng ta phải điều trị cả hai hay là điều trị dự phòng phải uống vừa b vừa c chung đó thì thôi tốt nhất đồng nghiệp dùng cái tác đỡ đi ha trong cái thời gian mà mình phải uống chung với những thuốc điều trị cvc là an toàn nhất. và bây giờ chúng ta qua một cái đồng nhiễm nữa là hiv thì nếu mà cái người bệnh nhân viêm gan trở ở mức độ mà còn tốt tức là chỉ có F01 thôi á thì nên chờ một chút sau khi điều trị HIV nó đã tương đối ổn tức là tế bào CD4 nó trên được 200 hoặc là cái tải lượng HIV RNA nó dưới cái ngưỡng ức chế ngưỡng ức chế đây là khoảng 1000 copy ml đó thì lúc đó chúng ta hãy bắt đầu điều trị siêu vi C. Còn nếu mà người ta đã tổn thương từ F2 trở lên rồi đó thì là mình nên điều trị sớm tại vì những ở đây là nói là sau khi dung nạp với điều trị cái antiretrovirus tức là cái thuốc HIV á tại vì cái thuốc điều trị C thì nó không có tác dụng phụ bao nhiêu nhưng mà cái thuốc điều trị về HIV thì nhiều bệnh nhân nó khó dung nạp lắm. Nó thành ra nếu mà đột ngột chúng ta bỏ hai thứ vô cùng một lúc thì bệnh nhân cũng rất là khó chịu, còn lúc ta lại lẫn lộn không biết là cái khó chịu là do chính của cái tác nhân nào. Đó ý của là như vậy. Thành ra trong trường hợp khẩn cấp thì mới mới điều trị mà cũng điều trị sau khi đã đi trước để cho những cái thuốc dung nạp mà về điều trị hiv người ta quen rồi người ta dùng nạp rồi thì chúng ta mới bỏ thuốc điều trị cvc rồi bây giờ chúng ta lưu ý cái tương tác thuốc thì trong cái phát đồ điều trị hiv có một cái phát đồ mà hiện giờ cũng ơn trời là mình thấy cái thuốc này cũng nhiều lắm quý đồng nghiệp phần lớn bây giờ người ta dùng cái phát đồ này tenolami với lại dolutegravir hay viết là tld tld đó ha cái biệt dược rất là danh tiếng và là artrica đó thì là không tương tác gì hết luôn rất là mừng nếu mà người ta đang xài cái thuốc cái theo cái phát đồ này điều trị hiv thì quý đồng nghiệp cứ điều trị cbc như bình thường mình chọn lựa vậy thôi rồi còn á, nếu mà người ta sử dụng cái phát đồ mà tenolami với lại efaviren hay là nevirapine á thì lại không dùng được Pembatavir bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu quả như vậy thì chúng ta biết viên là cái vũ khí duy nhất để chúng ta điều trị cái siro tiếp hai 1 tiếp một với 6 thì chúng ta còn xài được Lady đi nhưng mà siro tiếp hai chỉ phải xài venba thôi mà không xài được thì phải chuyển qua đa lát là cái viên rời phối hợp với sofos nhưng mà lại đụng chuyện đa lát mà đụng với hai ông này thì cũng phải tăng liều lên tăng liều lên thay vì cái viên bình thường là 60 thì quý đồng nghiệp phải xài 90 mà lấy đâu ra 30 nữa tới là mình không có cái viên nhỏ 30 mà chỉ có viên dạng 60 thôi đó rồi cũng phiền phức một cái chỗ là nếu độ thanh lập dưới 60 thì lúc nãy cũng có nói rồi là TDS thì không được dùng với Lady. Rồi còn nếu mà xài cái phát đồ mà có zidovudine nữa thì là lại không dùng được với Ribavirin bởi vì hai ông này là gây thiếu máu kinh khủng luôn. Nói tóm lại ngắn gọn thì quý đồng nghiệp cứ biết là thôi có nếu vợ lỡ dính giữa HIV với CVC thì thôi cho người ta chuyển qua cái cái phát đồ TLD trong cái thời gian 12 tuần điều trị HCV đi cũng giống như là TDF thì quý vị đổi qua tác trong thời gian điều trị HCV thì trong HIV cũng vậy mình chọn cái phát đồ chọn cái phát đồ này ha thì cái chuyện này là cũng được bộ y tế bật đèn xanh luôn nha đó điều trị nếu phát đồ này thì cứ điều trị như người như là người bình thường thôi như là người không nhiễm HIV đó tức là thuốc HIV cứ xài thuốc điều trị siêu cứ xài thì cũng may với đồng nghiệp cái thuốc này nó cũng không mắc lắm đâu cái nhóm thuốc này hình như cũng tầm khoảng từ 5 ngàn mấy ngàn đó nói chung là dưới 10 ngàn từ khoảng 5 đến 10 ngàn một viên thôi mà xài có 3 tháng thôi trong khi quý kia tới mấy triệu lượng mà ha thành ra cũng không có phải khó khăn gì cho lắm trong vòng 12 tuần rồi nhưng mà đụng cái này là có chuyện nè tức là lao nếu là lao thì không thể nào được bởi vì chúng ta có cái xô là cái xương sống để mà điều trị siêu vi c phát đồ kiểu gì thì cũng phải có xô hoặc xô Bên ba hoặc số vốn lady đúng không ạ? À? Cũng giống như cái công thức điều trị lao thì ri vẫn là một cái xương sống chủ lực mà hai anh này không có không có xài chung với nhau được ha là màu đỏ luôn. Cho nên là bây giờ giữa lao với sivc thì sao ạ? À? Thì chắc chắn chúng ta phải phải ưu tiên cho lao trước rồi ha. Vừa bản thân cho người đó mà vừa bản thân cho cộng đồng. Rồi còn sivc thì đợi điều trị lao xong thì hạ hội phân giải và cái đây luôn là cũng là cái phát đồ uh, đây là của Bộ Y tế ha Là cái văn bản của Bộ Y tế mình luôn Quý đồng nghiệp tham khảo Rồi Bây giờ nói tới một chuyện mới nữa Là siêu vi C trên người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch Cái này thì Bộ Y tế mình không có nói Nhưng mà mình xin thầy thấy uh, Hoa Kỳ có nói Cho nên là chia sẻ Mà nhiều đồng nghiệp cũng thắc mắc về cái thuốc ức chế miễn dịch Tại vì ám ảnh bởi cái con siêu vi B ức chế miễn dịch Nó bụng lên ấy, thì siêu vi C thì sao Thì người ta cũng may lắm cho dù là người người ta mang CVC mà quý đồng nghiệp chưa có chữa được mà bây giờ người ta có những cái bệnh mà người ta phải dùng dùng thuốc ức chế miễn dịch á thì thật ra là cái tải lượng người ta thấy là về cái tải lượng CVC nó có thể bùng lên, nó có thể bùng lên lên cả 10 lần đó. Nhưng mà ít khi nào cái men gan ít khi nào tăng mà ít khi có triệu chứng lâm sàng lắm ha. Tức là nếu nếu mà mong na là nếu mà chúng ta vì lý do gì đó chưa điều trị được CVC, một người mang CVC chưa điều trị được mà phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch khẩn cấp quá thì quý đồng nghiệp cũng có thể xài được mà không có sợ là cái chuyện nó nó bùng lên, nó nó bùng lên dữ dội. Nhưng mà còn đương nhiên là nếu mà không bị tương tác thuốc ha, thì chúng ta cũng có thể điều trị luôn cho nó hoặc là chúng ta có thời gian chuẩn bị thì chúng ta cứ điều trị sạch CVC nó cũng chỉ có 12 tuần thôi mà ha. Còn trường hợp khẩn cấp thì thôi đành nhưng mà cũng không có tới nỗi gây bùng phát. Và nếu một trường hợp mà quý đồng nghiệp đã điều trị siêu c mà đã đạt được cái đáp ứng miễn dịch bền vững rồi đó thì không có cần theo dõi siêu VC nữa tức là điều trị xong 12 tuần xác định rồi và dặn bệnh nhân là không có những cái hành vi nguy cơ gây tái nhiễm mình không sợ nó tái nhiễm nữa thì mình chỉ việc là điều trị cái thuốc ức chế miễn dịch theo kiểu theo nhu cầu gì đó cần thiết cho bệnh nhân thôi chứ mình không có sợ là phải theo dõi siêu C nó tái hoạt trở lại bởi vì nó sạch bóng quân thù tức là sau khi điều trị đạt được SVI có nghĩa là cái cơ thể nó không còn mang không có mang cái tiềm tàng gì hết ngoài cái chuyện có một cái dấu ấn là anti hcv nhưng anti hcv nó là kháng thể và nó nằm trong trong cái 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 huyết thanh thôi chứ nó không phải là là con siêu vi c quý đồng nghiệp nhớ anti hcv thì nó sẽ còn hoài nhưng siêu vi c điều trị xong là nó sạch không còn thể tiềm ẩn cho nên chúng ta không sợ nó tái hoạt đó cũng là một điều rất là may mắn ha thì đây là tất cả những cái những chuyện mà mình dịch ra tiếng Việt nói đó thì nó nằm đây ở cái văn bản nếu đồng nghiệp nào muốn đọc nguyên văn tiếng Anh thì đây là cái văn bản của Hiệp hội văn mật Hoa Kỳ rồi bây giờ chúng ta nãy giờ nói chuyện tương tác với với thuốc mà điều trị suy B thuốc điều trị HIV thuốc lao rồi. rồi rồi bây giờ thì nói tới cái chuyện gì là những cái thuốc khác thì hòa hoàng thôi ví dụ như là nếu đồng đồng nghiệp nào mà có những bệnh nhân tim mạch đang sử dụng cái thuốc chống loạn nhịp amiodarone đó, thì cái này là tuyệt đối không có nên dùng bởi vì nó có thể gây chậm nhịp tim và có thể tử vong rất là nguy hiểm và một cái chuyện tương tác mà mà làm bác sĩ mình khổ tâm lắm là tại vì thuốc này có thể đi ra tiệm thuốc tây mua không cần toa đó là những cái thuốc làm giảm t là, là là làm giảm tiết axit dạ dày đó nhóm bbi đó ăn à, thể mà người cồn cào đau bao tử là đi ra tiệm thuốc tây mua chứ đâu cần qua bác sĩ cho nên chúng ta rất là khó khống chế cái chuyện này. Mà cả hai cái là cả Ledipasvir và Vembanatasvir, cái sự hấp thu nó sẽ giảm rất là nhiều nếu mà cái pH dạ dày tăng tức là khi uống PPI để ức chế tiếng axit dạ dày là làm tăng cái pH dạ dày lên thì cái sự hấp thu của hai thuốc này nó sẽ giảm. Nó cho nên là khi mà chúng ta giải thích cho bệnh nhân khi mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân hỏi có thuốc gì đem ra đây á, thì họ đâu có đem thuốc này ra bởi vì họ đâu có dùng nhưng mà khi họ đã điều trị rồi bác sĩ ghi toa điều trị rồi cái đau đau bao tử ra tiệm thuốc tây mua uống chơi vậy thôi đó thành ra chúng ta phải dặn cái chuyện này ha đã điều trị là không có được dùng những cái thuốc mà đi ra tiệm thuốc tây mua là để chữa bệnh bao tử nói chung chung người ta không biết giảm tiết axit dạ dày là cái gì đâu À, và kể cả là những cái antacid tức là nói chung là liên quan tới bao tử thể ở ờ, chua đâu thượng vị mà ra tiệm thuốc tây thì hoặc là bbi bỏ vô hoặc là những cái antacid thì tất cả những cái này nó đều ảnh hưởng hấp thu hết thì ở đây là mình có người ta có nói quy định thì tất cả những cái chuyện này là cũng là quy định của theo cái, cái, cái hướng dẫn à, theo cái hướng dẫn của hãng thuốc thôi đó tức là họ hướng dẫn nếu mà phải dùng thì cái cấp như vậy thôi mình không nói dòng dài quý đồng nghiệp thì cứ nhìn vô đây thấy mình cũng không có ý kiến gì hay hơn là y chang viết y chang như là cái khuyến cáo của cái hãng thuốc thôi mặc dù nhiều khi mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà, mà nôm na trên ý nghĩa là làm sao để cho hạn chế bớt cái tình trạng mà cái pH dạ dày nó pH dạ dày nó tăng ha thì thật ra nếu mà quý đồng nghiệp đọc á tức là người ta ghi như thế nào thì mình mình không phải là người người sản xuất ra thuốc để khuyến cáo thành ra mình cũng không dám sáng tác thêm nhưng mà thật ra là ví dụ như đồng nghiệp xem nè Venbatavir họ khuyến cáo là uống lúc no ha mà trước BBI 4 giờ thì chúng ta biết là BBI luôn luôn là chúng ta sẽ dùng là 30 phút trước bữa ăn sáng hoặc là trước bữa ăn chiều thì nếu mà cái kiểu này á thì là coi như là Venba Venbatavir là phải cho vô uống uống vào lúc nào giờ cho uống cho buổi trưa xong rồi BBI mình cách 4 tiếng đồng hồ sau rồi baby uống trước ăn chiều chắc vậy thôi chứ không có cách nào khác còn nếu dùng antacid thì họ khuyên là cách ra thì cái này cũng dễ hiểu tại antacid nó băng tráng niêm mạc dạ dày thì chúng ta cách ra là khoảng khoảng 4 giờ thì ở đây họ cũng chỉ nói lady Potsphere, chứ họ không nói uh, bata sphere còn lady pasvia thì họ cho uống cùng đối với là uống cùng một lúc đó, mỗi 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 hãng nó khuyến cáo một kiểu không hiểu sao luôn đối với lady Potsphere mà dùng bbi á thì uống cùng một lúc thì lúc này lại lý luận là nếu uống cùng lúc thì cái BB nó chưa có phát huy tác dụng nó chưa làm tăng cái pH dạ dày thì để cho lên đi nó nó hấp thu thật ra thì những chuyện này mình cũng hỏi những người trong hãng thì họ cũng không trả lời gì hơn nói là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng vậy thôi rồi còn những cái nhóm cái thuốc hạ lipid máu như là cái nhóm nhóm statin á thì là rồi nó sẽ tương tác với DA nó làm tăng cái đồng, đồng độ satin và có nguy cơ gây cái tổn thương cơ vân. Đó, chúng là, Và trong những trường hợp mà phải cần kiểm soát cái liên tích máu thì có thể là chúng ta đổi qua những cái nhóm khác. Tí xíu nữa mình sẽ mở cho các đồng nghiệp coi cái tương tác. Rồi, và nói chung là chúng ta không có cách chi mà thể nhớ hết được tất cả những cái tương tác thuốc liên quan tới cái đám DAA này cho nên chúng ta đã có một cái công cụ là cái trang web hoặc là cái phần mềm hoặc là cái app hết sạc đó thì để để quý đồng nghiệp có thể tra thì mình xin giới thiệu tức là nếu quý vị xài cái smartphone thì mình tải cái app này xuống tải app này xuống rồi quý đồng nghiệp mở ra thì nó sẽ hiện ra cái trang như vậy rồi mình chọn vô là xin để mình lấy cái tia laser cho vậy là mình chọn vô cái tương tác thuốc ha ra cứ tương tác thuốc rồi nó sẽ mở ra cái bảng như thế này rồi đồng nghiệp sẽ chọn cái thuốc số 1 cái thuốc của mình định xài là cái gì thuốc số 2 định dùng chung là cái gì và nó hiện ra cái bản kết quả thì chúng ta thấy là lê đi với là a tọt là nó cho màu vàng là cảnh báo rồi ha rồi ven ba với với a tọt nó cũng cho màu vàng cảnh báo luôn rồi nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy ven ba cả ven ba và lê đi thì xài được với ezetimibe và với Penofibra thì nó cho màu xanh bật đèn xanh cho xài như vậy thì có lẽ là cái này thì mình không có chuyên khoa tim mạch nên cũng không dám cái kiến nhưng mà giả trong tình huống mà không xài tim được thì xin ý kiến chuyên khoa và có thể là mình sẽ chuyển qua loại này thì nó không có tương tác rồi bây giờ chúng ta nói tới chuyện thất bại nếu mà thất bại với với những cái phát đồ cổ điển thất bại với cái phát đồ cổ điển thì sao thì <laughs> cái phát đồ cổ điển chúng ta phải nhìn lại vào cái phát đồ 2016 á, tại vì nếu gần đây thì chả ai xài cái phát đồ cổ điển nữa ha. Thì nếu thất bại phát đồ cổ điển thì rất là dễ là cứ sử dụng DA thôi, tại vì cổ điển có nghĩa là interferon hoặc là pet interferon với ribavirin. Nếu thất bại đó thì mình sử dụng DA là là chắc trừ cái genotip 6. Thì cái genotip 6 đối với DA thì genotip 6 là cái đứa nó cũng hơi khó chịu một chút xíu thì lại phải phối hợp thêm với ribavirin dù là chưa có sơ gan thì chúng ta cũng phải phối hợp với ribavirin nếu mà chúng ta dùng cái lady phát via cho gino tiết xấu còn nếu dùng fem ba thì không phải lo thì bởi vì mình mới nói là cái ven ba là nó vẫn là hơi ưu thế hơn ở chỗ là nó mạnh hơn đó rồi còn nếu mà thất bại với phát đồ cũng là DEA nhưng mà nó chỉ có cái nhóm 5B thôi tức là có buvia là cái phát đồ buvia cộng ribavirin đó, thì chúng ta sẽ trị với cái phát đồ sofos với ven ba một cách bình thường nha là 12 tuần còn nếu mà đã sơ gan mất bù thì quý đồng nghiệp nó hơi khét nha bình thường đó, nếu không thất bại thì là chúng ta dùng kéo dài 24 tuần là được đúng không nhưng mà ở này nếu đã thất bại thì 24 tuần phải cộng thêm ribavirin nữa ha rồi còn nếu mà thất bại với cái nhóm mà có cái đuôi Asvir đó hoặc lê đi hoặc là ven ba gì đó thì phải dùng cái mạnh nhất là sulfur ven cộng luôn với ribavirin và tất cả là 24 tuần dù là chưa có bị sơ gan bất kể độ sơ hóa Ha. bởi vì trong tay chúng ta chỉ có mỗi cái vũ khí này thôi ha đây thì mình nói lại cái phát đồ cổ điển á, thì chúng ta phải nhìn lại cái cái phát đồ bộ y tế 2016 thì người ta mới nói chuyện thất bại cái cổ điển chứ loại cái phát đồ 21 thì không nói thất bại cổ điển đâu là là nó xưa lắm rồi đó thì thất bại cổ điển thì chúng ta thấy thất bại cổ điển kiểu xin nó tiếp một á thì sốt veo sốt lét là như bình thường chúng ta xài ha rồi Zero tiếp 6 thì cũng Zero tiếp 6 thì là nó bị kẹt ở chỗ shop sub lát thì chúng ta phải thêm ribavirin. Còn sub thì chúng ta cũng chỉ xài có 12 tuần thôi ha. Rồi còn cái này là mới nè, là năm 21 thì ở đây là là không xài cái pet rồi chắc chắn là ở thời điểm này thì không ai xài pet thất bại rồi. Người ta nói thất bại với Sofos với riba hoặc là sofest với cái nhóm à, avir này thì đã quý đồng nghiệp thấy chúng ta chỉ có một cái lựa chọn là sofvel cộng ribavirin hai bốn tuần thôi. Còn cái sofvel, uh, vocloxacin hoặc uh, là này đó, uh, lenca ribavirin và Bifentavir là niềm mơ ước chúng ta chưa có vẫn là cái màu xanh mơ ước. Chúng ta chỉ có nhiều đầy món thôi. Ha. thật ra mình mới nói là mình phải rất là trân trọng cái những cái thuốc mình có thật ra mình chỉ có hai cái vũ khí sóp sóp veo và sóp thì chúng ta sẽ giữ cái vũ khí nào sao cho tốt để mà còn chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì quý vị thấy phối hợp kiểu này tiền thì tốn gấp đôi mà đụng thêm cái ribavirin là rất là sợ cái tác dụng phụ thiếu máu rồi và cái nữa thì mình cũng xin chia sẻ là cái chuyện là quên thật ra những bệnh nhân của mình thì mình chưa đụng chuyện này đâu nhưng mà có lẽ trên đời thì chuyện gì cũng xảy ra Có thể đồng nghiệp sẽ bị những bệnh nhân như thế này Nên hôm nay thì mình quyết định là mình chia sẻ thêm cái tình huống này Nhưng mà thật ra là ngay từ khi mình tham vấn cho bệnh nhân á Thì có một cách mình hay nói là bệnh nhân để họ khỏi quên thuốc Tại vì mỗi ngày bắt buộc họ phải uống và họ uống một trong một thời gian cố định thôi mà có 12, 12 tuần, ha? một vài trường hợp là 24 tuần. Thì yêu cầu họ thời buổi này ai cũng có điện thoại kè kè bên mình hết thì cứ cài giờ vô cái điện thoại tới giờ là nó rang lên là phải lấy thuốc uống và chỉ có cách đó thì người ta mới không quên thôi chứ không có cách gì mà người ta nhớ liên tục đâu quý đồng nghiệp cứ tin mình đi là cứ thuốc này nếu cho ta thì bắt bệnh nhân phải cài điện thoại di động tới giờ rang uống thuốc hoặc là ở nhà có cái đồng hồ nếu họ ở nhà họ không đi làm gì đó thì ở nhà họ có cái đồng hồ nào mà có chuông rang thiệt là to tới giờ rang lên uống là không thể nào quên nha rồi bây giờ nếu mà quên thì sao thì ở đây người ta nói chuyện quên nếu mà quên trong 28 ngày đầu tiên tức là quên trong cái thời gian mà uống cái lọ thuốc đầu tiên á uống lọ thuốc đầu tiên nếu mà chỉ quên dưới 7 ngày thì thôi không có chuyện gì phiền ha là cứ việc uống lại như thường uống lại như thường mà hoàn tất như cái liệu trình bình thường nhưng mà nếu trong mới bắt đầu khui cái lọ đầu tiên để uống mà quên tới hơn 8 ngày quên tới hơn 8 ngày thì sao thì quên thì uống lại thôi, nhưng mà cái uống lại này nó phải có điều kiện là uống lại và chúng ta phải cố gắng là định lượng liền cái c ngay cái thời điểm mà bắt đầu uống lại đó. Thì khi mà nếu mà chúng ta lấy cái kết quả định lượng đó mà nó âm tính, thì coi như quá mừng, thì cứ việc hoàn tất cái liệu trình như bình thường, trừ trường hợp là những cái người hơi khó với lệ suy nô tiếp 3 hoặc là đã sơ gan rồi, thì phải kéo dài thêm 4 tuần nữa so với cái dự kiến bình thường. Nha. còn nếu cái mẫu mà chúng ta lấy lại ở cái thời điểm mà bệnh nhân bắt đầu uống uống trở lại cái đi sau những cái ngày bị quên á mà mình phát hiện ra có con siêu vi c nó dương tính mà chỉ cần trên 25 mươi thôi ha hoặc là trường hợp mà bệnh nhân không không lấy được cái mẫu làm định lượng hcv rna vào cái thời điểm mà người ta quên rồi người ta uống lại đó không lấy được cái mẫu đó để làm thì bắt buộc là tốn tiền thêm cho bốn tuần tức là tốn tiền thêm cho một lọ nữa, tức là cái liệu trình giả sử mình là 12 tuần thì bây giờ phải kéo dài thành 16 tuần là tốn tiền thêm cho một lọ nữa. Đó là trường hợp là nó nó xảy ra trong quá trình uống cái lọ thứ nhất. Còn giả sử uống lọ thứ nhất thì êm xuôi không có chuyện gì, qua bắt đầu từ cái lọ thứ hai, thường là bệnh nhân uống ba lọ chẳng hạn qua lọ thứ hai thứ ba thì bắt đầu là lơ ngơ vì công chuyện gì đó lu bu quá lại quên. Thì nếu mà vẫn là quên, quên dưới 7 ngày thì thôi không có chuyện gì cứ uống lại thôi uống lại lập tức và tiếp tục cái liệu trình bình thường nhưng mà nếu ở đây người ta đi là nếu mà quên từ 8 cho tới 20 này ý là sao ý đồng nghiệp hiểu là khi mà người ta quy định như vậy là việc nó tròn trèm trong cái khoảng 8 tám cái cái tám tuần đầu tiên đúng không cái này là nó hết 4 tuần nè rồi qua cái này là lọ thứ hai lọ thứ hai thì là mà quên trong vòng từ 8 cho tới 2, 20 ngày tức là nó tròn tràn trong cái khoảng 8 tuần đầu của loại thứ hai thì họ vẫn là giống như bên này tức là cho uống lại và lấy cái định lượng liền cái siêu vi C và định lượng cái siêu vi C nếu mà nó vẫn còn nó vẫn còn âm nó vẫn còn âm thì hoàn tất tiếp cái cái liệu trình đó và nếu mà có những trường hợp mà genotype 3 hay sơ gan thì mình kéo dài hơn 4 tuần nha kéo dài hơn 4 tuần. Nó khác với bên này nếu bên này âm là coi như không có phải kéo không không có phải kéo dài nhưng mà lưu ý là gì xin lỗi tức là âm nếu mà bình thường thì không kéo dài nhưng mà nếu mà có khó tức là có cv là sơ gan hoặc là siêu nữ tiếp 3 thì là mình mình phải mình phải kéo dài rồi nó khác ở cái khúc dưới tức là nếu nếu mà cvc mà dương tính hoặc là không lấy được mẫu thì ở thời điểm này là họ nói khỏi điều trị luôn khỏi điều trị luôn là tại vì nó đã kéo dài ý là người ta đã uống hết một lọ đầu tiên bước qua tới cái lọ thứ hai mà siêu vi nó vẫn còn dương tính như thế này thì gì, gì, nhiều khả năng là nó đã thất bại rồi nó đã thất bại rồi cho nên là họ dùng cái gọi là áp dụng cái retreat retreatment retreatment tức là áp dụng cái cái khuyến cáo cho cho người thất bại điều trị á tức là chúng ta phải sử dụng cái bài thất bại điều trị vô trong tình huống này còn ở chỗ này á, nếu mà lọ đầu tiên á, thì chỉ cần kéo dài 4 tuần thôi chứ không có cần sử dụng gọi là cái thất bại điều trị hai chuyện nó khác nhau ha còn đã uống hết lọ thứ nhất qua lọ thứ hai mà lăn tăng làm sao mà quên mà khi quên lại thì thấy siêu vi nó vẫn còn tức là uống hết lọ thứ nhất bước qua lọ thứ hai rồi siêu vi nó vẫn còn thì coi như khả năng nó thất bại thì phải áp dụng cái phát đồ thất bại rồi còn nếu mà đã mất quên cho uống hết lỡ thứ nhất rồi rồi qua từ lỡ thứ hai thứ ba mà quên hơn tới 3 tuần hơn hơn ba tuần trở đi thì thôi là khỏi chữa luôn ha, khỏi chữa luôn mà chi để chờ lúc này là cầu may thôi chứ không chữa nữa nhưng mà chờ thử coi ngưng trị 12 tuần á tính từ thời điểm sẵn người ta quên rồi người ta đã quên hết hết 3 tuần rồi đúng không hơn 21 ngày là đã quên 3 tuần rồi thì bây giờ là mình mình chờ cho là đủ thời gian là 12 tuần luôn để xem là có thất bại có đạt được cái cái đáp ứng siêu vi bền vững không thì nếu may mắn mà đạt được cái đáp ứng siêu vi bền vững thì thôi nhưng còn nếu không đạt được thì chúng ta lại phải lại phải áp dụng một cái phát đồ thất bại thì nói tóm lại ngắn gọn cho cái chuyện quên này là gì nếu mà quên mà quên dưới 7 ngày thì không sao mà quên trên 7 ngày là có chuyện ha lên trên 7 ngày là có chuyện đó nếu mà quên trong thời gian uống lọ đầu tiên thì chỉ đơn giản là kéo dài thêm một chút thôi tùy tình huống còn nếu mà từ lọ thứ hai trở đi là có thể là phải áp dụng cái phát đồ thất bại nha. Thì tóm lại là đã tốn tiền uống thuốc thì thôi làm ơn ráng uống cho nó đàng hoàng, cho nó đỡ tốn tiền nha. Và tốt nhất là quý đồng nghiệp cứ bảo người ta cài điện thoại, hệ điện thoại nó rang lên là lấy thuốc uống. Thì chỉ có cách đó thì người ta mới không quên mà thôi. Nói tóm lại là trong cái buổi ngày hôm nay thì quý đồng nghiệp cần nhớ là chúng ta đã có một cái tin mừng là ba loại thuốc Sofort, Pemba và Dala thì có thể sử dụng không cần chỉnh liều tức là chúng ta chỉ mất đi một vũ khí là Lady đi thôi còn ba cái này thì chúng ta có thể sử dụng mà không cần chỉnh liều ở mọi giai đoạn của suy thận luôn và chú ý là cho tới bây giờ là cái thuốc da vẫn chưa được chấp nhận trong thai kỳ trừ trường hợp là gọi là sự cố và và phải thảo luận về cái lợi ích nguy cơ với với bà mẹ thôi nói chung là rất là cân nhắc và chúng ta có thêm một tin mừng nữa là người ta đã cho phép xài cái thuốc này cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đó, từ 3 tuổi trở lên và thôi chúng ta không có thuốc cái dạng mà hàm lượng thấp thì chúng ta ráng nuôi bé cho tới 30 kg thì chúng ta xài được một viên ven ba như người lớn. Rồi, và đối với dân mình thì BC và là, là thường gặp lắm thì chúng ta lưu lưu ý là nếu BC có chỉ định điều trị thì cứ điều trị như bình thường, còn nếu B chưa có chỉ định điều trị thì điều trị C và phải dự phòng B cái chuyện đó vô cùng quan trọng luôn. À, cách đây cũng không uh, lâu là trong trong cái một đồng nghiệp đã chia sẻ với mình một cái tình huống rất là đau lòng tức là một bệnh nhân điều trị đang điều trị siêu vi C thì bị bùng phát siêu vi mà khổ thay là rơi vô cái tình trạng suy gan cấp rất là nặng nề và theo mình biết là hình như là bệnh nhân nó cũng uh, chắc là không qua khỏi đó nói chung là tình trạng rất là nặng mà vô cùng oan uổng luôn tức là có tiền đi điều trị siêu vi C mà lại bỏ sót cái 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 tình trạng mang cái siêu vi và nó dẫn tới hậu quả như vậy thì thật sự nếu mình biết rồi nếu mà quy trách nhiệm cho thì cái đồng nghiệp nào mà đặt bút xuống mà điều trị siêu C đó là cũng mệt mỏi đó nếu người nhà kiện cáo là cũng mệt dữ lắm luôn á rồi cho nên chúng ta nhớ nha BC BC là nó đi với nhau và chúng ta phải luôn luôn tầm soát và chúng ta phải cân nhắc cái chuyện là phải điều trị hoặc là chỉ định điều trị hoặc là điều trị dự phòng luôn luôn là như vậy và chúng ta lưu ý cái tương tác giữa những cái thuốc này Thứ DAA này với khi điều trị HIV nó cũng có bị tương tác chúng ta phải đổi qua tác tạm thời đó đối với HIV thì thôi tạm thời đổi qua cái phát đồ TLD đó trong thời gian điều trị HIV cho nó lành còn lao thì không có cửa rồi thì phải điều trị lao cho tích cực cho xong đi rồi mới xử được cái con SBC ha rồi nếu uống statin thì cũng phải chuyển qua cái nhóm thuốc khác và cố gắng là cánh bbi và antacid còn trừ trường hợp mà người ta bị gọi là trào ngược dạ dày bị loét bị gì quá thì không thể nào còn cách nào đó thì chúng ta cũng phải cách uống làm theo để hạn chế cái chuyện tương tác thì quý đồng nghiệp lưu ý chuyện này và giả sử như bệnh nhân họ đang có cái bệnh lý gì dạ dày đó thì có lẽ thường là chúng ta bảo là họ nếu có thể được thì họ điều trị cho nó ổn đi rồi hãy điều trị siêu vi siêu vi C là tốt nhất nhất là những bệnh nhân mà họ đang loét đúng không nếu mà điều trị lơ qua thì họ có bị nguy cơ xuất huyết tiêu hóa thì sao thì trường hợp đó thôi ưu tiên điều trị BPI antacid điều trị sao cho nó lành ổ loét đi thì đó 8 tuần 12 tuần gì đó cũng được cho nó lành ổ lét sau đó thì chúng ta mới điều trị siêu còn cái chuyện mà bệnh nhân mà đột ngột cái bệnh trào ngược dạ dày ấy, thì là nó chả nguy hiểm gì lắm nhưng mà nó không biết chừng nào nó mới kết thúc thì bắt buộc đôi khi là phải chấp nhận phải vừa c mà vừa những cái thuốc hoặc bb hoặc antacid thì chúng ta phải dặn bệnh nhân rất là kỹ về cái cách sử dụng thuốc và nhớ dặn dò bệnh nhân là không nó được tự ý nhưng mà đi mua thuốc bất kỳ thuốc gì ha trong thời gian mà sử dụng DA có gì phải hỏi ý kiến bác sĩ và một chuyện cũng khác biệt giữa CVB và CVC tức là dùng ức chế miễn dịch thì nó không có gây bùng phát CVC quý đồng nghiệp có thể yên tâm và khi quý đồng nghiệp điều trị sạch con CVC đã và bệnh nhân không có bị tái nhiễm bảo đảm không bị tái nhiễm á, là bệnh nhân thật sự là sạch sẽ luôn không còn mang mầm bệnh không còn móng gọi là cái mảnh giáp gì của tiềm tàng của con CVC trong cơ thể khi chúng ta đã dùng da và điều trị thành công nha cái vấn đề là tái nhiễm luôn luôn tốn tiền điều trị thành công thì luôn luôn nhắc bệnh nhân là vẫn có thể bị tái nhiễm vì cái siêu visa cái anti HCV nó không có không có cái chức năng bảo vệ đó là những chuyện mà chúng ta phải phải cần nhớ và so sánh giữa hai cái phát đồ nếu đồng nghiệp nào đã từng làm bệnh gan làm làm viêm gan thì đã biết cái phát đồ năm mười sáu thì chúng ta sẽ nhớ là cái phát đồ 21 nó có nó có ba không một có ha nó khác với 16 sáu và láng chán là bị 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 xuất toán thứ nhất là nếu chúng ta đã chọn băng sinotip thì chúng ta đừng có định à, tức là xài cái ven ba đó thì không cần định sinotip nữa đó là cái không thứ nhất rồi và chúng ta sẽ không định lượng siêu vi C vào tuần điều trị thứ tư hoặc khi kết thúc điều trị 24 tuần. Trước đây phát đồ 16 là có cho nhưng mà nhớ qua 21 là không có nữa ha, làm là bị đền tiền. Rồi, và có một cái không nữa là chúng ta không cần điều chỉnh liều DAA cho những bệnh nhân ở mọi giai đoạn mọi giai đoạn bệnh là xài thuốc ngon lần luôn. Và cái có đó là chúng ta đã có thể sử dụng DA cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Rồi ráng nuôi con tới 30 kg thì chúng ta sẽ xài được sóc veo. Ha. Còn trên 35 kg thì tùy nó phenotip 1 sáu thì chúng ta có thể xài được sóc led cho bé. Và cũng hy vọng là trong một ngày đẹp trời nào đó thì cái chúng ta sẽ có được những cái thú những cái gói thuốc hàm lượng thấp để cho những cháu bé nó nhỏ hơn thì nó có thể điều trị. Tức là nếu thật ra CVC thường nó không có triệu chứng thì thôi đợi bé lớn lớn chút chữa cũng được. Nhưng mà khổ nổi có những bé mà nó có biểu hiện bệnh lý ở ở ngoài ngoài gan đó mà do CVC thì thật sự cũng nguy hiểm. Ví dụ như nó bị viêm cầu thận, nó có những cái bệnh khớp, bệnh toàn thân nguy hiểm gì đó thì lúc đó chúng ta cũng rất cần phải điều trị cho bé. Và bây giờ mình xin chia sẻ những cái tình huống lâm sàng để minh họa cho những cái chuyện trong cái bài hôm nay. Cái tình huống thứ nhất là cái người, người nữ làm giáo viên không có không có triệu chứng gì cả đi hiến máu thì phát hiện có CVB là HBRR dương tính anti HCV dương tính và kiểm tra thì không có anti HIV. Đi khám vì có hai con BC cùng dương tính phải đi khám chuyên khoa gan ngay thôi thì được làm đầy đủ với những cái kết quả xét nghiệm như thế này. CVC là có mang rồi chắc luôn, ha. khẳng định bằng HCV RNA là cô này chắc chắn là có con CVC. Còn CVB thì định lượng ra là dưới ngưỡng HB cũng âm tính, làm IgM anti HBc cũng âm luôn. Men gan thì thấy có tăng, có tăng, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Tất cả những cái xét nghiệm về chức năng gan của cô này bình thường, xét nghiệm thường quy cũng bình thường. Tầm soát ung thư thì ơn trời chưa xảy ra chuyện gì hết và độ sơ hóa cũng chỉ là F01 thôi thì vấn đề là đồng nghiệp mình sẽ phải chẩn đoán ghi đặt bút xuống ghi chẩn đoán và xử trí như thế nào cho phù hợp thì gia cảnh là cô này vừa lấy chồng được 6 tháng và đang rất là mong có con ha và cô này thì cũng đang rất là khó khăn hiện giờ cũng rất khó khăn về kinh tế và cũng chưa sẵn sàng để mà dư giả để mà điều trị cvc còn bản thân gia đình cô này thì cho tới bây giờ thì chưa thấy ai bị sơ gan hay ung thư gan gì cả như vậy thì đồng nghiệp mình sẽ chẩn đoán là như gì chúng ta sẽ chẩn đoán nếu mà chúng ta Ô chưa sẵn sàng điều trị mà, cho nên mình phải chẩn đoán là thôi c cấp đi tại vì thật ra cũng chẳng biết của nhiễm lúc nào ha, theo dõi c cấp trên một cái nền là nhiễm CVB mạng tại mình thấy là cái tải lượng vi dưới ngưỡng đúng không Đó, nhiễm CVB mạng hb r âm và f 01 và đương nhiên luôn luôn mình phải chẩn đoán với bà là có thể là c, c mạng tại vì không biết của bị nhiễm lúc nào thật ra thì cô này đã đủ tiêu chuẩn để sử dụng daa theo phát độ c mạng rồi là có anti hcv và có, có hcv rna dương nhưng mà vì tại cố chưa đủ kinh phí cho nên mình hoãn và mình dùng cái chữ siêu cấp là để hoãn binh thôi như vậy thì tạm thời điều trị triệu chứng với silimarin tại vì cấp thì chúng ta có thể điều trị và chúng ta theo dõi trong vòng 3 đến 6 tháng để nhớ thỏa đủ cái định nghĩa là kéo dài trên 6 tháng thì lúc đó là chúng ta mới quyết định đặc trị ha và đương nhiên là phải tham vấn chuẩn bị sẵn tiền bạc đó mỗi tháng là ước chừng là như vậy tức là từ 5 đến đến 8 triệu đồng một loại thuốc và khả năng là trong vòng 3 tháng và đương nhiên là phải cô này mới lập gia đình nè à, và phải coi chừng là lây nhiễm cho ông chồng ha và đương nhiên ông kia chưa biết ai lây cho ai phải cho đi kiểm tra ha thì ông chồng đi kiểm tra hết tầm soát cả B cả C tại cô này dính cả hai thì ông chồng cũng phải đi kiểm cả hai luôn thì kết quả thì cho thấy là như vậy cái kết quả này cho thấy là vì người chồng này có kháng thể quá ngon lành trên cả ngàn đơn vị luôn mà anti HBC dương có nghĩa là anh này đã từng bị bị nhiễm siêu vi C và thải trừ được và có kháng thể bảo vệ rất là rất là cao thì không biết lây từ cô này hay là lây sẵn từ đâu đó thì không biết rồi còn siêu vi C thì hiện giờ ở thời điểm này thì mình thấy là hai người lấy nhau 6 tháng và ông này thì vẫn có anti HCV là âm à, như vậy đối với siêu tại vì cô này có hai mầm bệnh là B và C thì đối với CVB thì anh này anh chồng đã có kháng thể bảo vệ rồi cho nên không có cần chích ngừa nữa còn CVC thì đâu có thuốc gì để chích ngừa đâu cho nên vẫn phải quan hệ an toàn để tránh bị lây CVC và trời sau đó chúng ta theo dõi trong vòng 6 tháng để cô này chuẩn bị kinh phí thì chúng ta luôn luôn là luôn luôn có cái động tác là sẽ ngưng cái thuốc hẹn nâng đỡ vào cái tháng cuối cùng trước khi mà chúng ta quyết định đó để đánh giá thì khi chúng ta ngưng thì chúng ta sẽ thấy À, đánh giá lại thì xác định lại ở cái thời điểm sau 6 tháng theo dõi thì cô này vẫn có CVC mà thậm chí cái tải lượng chúng ta thấy nó còn cao hơn thì chỗ này mình xin bổ sung thêm bổ sung thêm cho quý đồng nghiệp là chúng ta ở thời điểm này chúng ta nên làm cái định lượng HBsAg thứ nhất là cái định lượng này nó sẽ chính xác hơn bởi vì nhìn lại cả cái quá trình cô này á cô này chỉ có một cái HBsAg dương tính trong cái xét nghiệm đi hiến máu nhân đạo người ta báo thôi. Đó, còn lại những cái gì liên quan tới Cb chúng ta đều thấy âm hết đúng không ạ à? đó như vậy thật sự là cô này có phải là mang Cb không? nhiều khi mình cũng phải lật ngược lại vấn đề ha và nếu cô này mang Cb thì chúng ta nên có cái bằng chứng về định lượng CVB thì chúng ta để có cái tiên lượng về cho cô này thì quý đồng nghiệp thấy là cái định lượng cô này là rõ ràng là cổ có đó và dương tính khá là mạnh dương tính trên một ngàn trong khi Hb âm và cái tải lượng siêu vi rất là thấp thì cô này có nguy cơ gì ạ? À? quý đồng nghiệp nào còn nhớ không? đúng ra là cô này là nhiễm siêu b thể không không có hoạt tính đúng không nhưng mà cô này có nguy cơ ung thư tại vì cái trong cái thể nhiễm không hoạt tính mà chúng ta thấy hbs mà nó nhiều như vậy tức là cái tình trạng sao chép của cái dna mà gọi là là, là dna mà nó, nó 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 tích hợp ở trong cái cái tế bào nhân tế bào gan là nó nhiều như vậy khiến nguy cơ ung thư đó thì cái này nó có hai ý nghĩa một là đúng ta khẳng định chắc chắn là đúng là cô này có mang siêu cái thứ hai nó cũng cái chỉ số này cho chúng ta cái tiên lượng về cái khả năng cái tình trạng mang siêu của cô này có thật sự là là không hoạt tính không có thật sự là nhiễm hb về mạng với hb âm À, F01 thì thấy nó rất là êm đềm Nhưng mà phải cẩn thận cái nguy cơ ung thư nha Rồi chúng ta có cái men gan ha. À ngưng silimarin thì cái men gan thậm chí tăng rất là nhiều so với lúc trước chúng ta chuẩn bị đã điều trị cô này có kinh phí rồi chuẩn bị điều trị thì chúng ta sẽ test hai thì ở đây là chúng ta tới đây thì chúng ta thấy là đây là một trường hợp viêm gan cvc mạng hai nhiễm hbv và hbr âm thì chúng ta sẽ làm thêm một loạt những cái xét nghiệm để chuẩn bị đặc trị ha chúng ta bỏ cái danh sách làm đầy đủ hết tới đây là đã đủ bằng chứng để quyết định đặc trị và chúng ta làm thêm thì Chuẩn bị đặc trị thì chúng ta nên làm phirotip, làm đầy đủ tình trạng chức năng gan đúng không ạ? À? Chúng ta tầm soát à, là chúng ta tầm soát ung thư. Và à, ở đây mình xin xin điều chỉnh lại một chút xíu. Tức là lúc này chúng ta đã có cái men gan như thế này rồi thì chúng ta sẽ không đánh giá sơ hóa gan. Bởi vì cái men gan nó đã tăng cao gấp trên 5 lần rồi, quý vị đánh giá sơ hóa gan giai đoạn này không đúng. Còn khi nào mà quý đồng nghiệp cho bệnh nhân làm một loạt, tức là người ta không có triệu chứng gì hết á, mình biết là người ta có thể mang B mang C gì đó, người ta không có triệu chứng quý vị cho một loạt liên tiếp luôn, tức là vừa mang gan vừa tất cả cái này và uh, fibro scan gì đó thì không có sai. Tại vì lúc đó mình cũng đâu biết mang gan người ta bao nhiêu mà mình cho chỉ định để người ta đi làm một lần cho có kết quả mình đọc một lần ha. Còn nếu mà quý đồng nghiệp đã có được một cái kết quả có thể là đồng nghiệp nào từ tuyến trước hay đã làm, mình đã có bằng chứng mang gan này thì mình không không nên là là và cũng không được luôn đi đánh giá sơ hóa gan nữa mình xin lỗi là cái cái bản mà gửi cho mấy đồng nghiệp hình như là nó có cái f 01 thì thật ra nó nó lại nằm ở một cái ví dụ cũ là cho làm một loạt đó thành nên cho nó nó có cái f 01 thì mình cái này là sai nha là bởi vì ở đây thì cái ví dụ này thì nó lại khác là bệnh nhân đã biết men gan rồi rồi sau đó mới làm tiếp mình làm hai bước bước một biết men gan bước hai mới làm tiếp đánh giá thì không sẽ không đánh giá sơ hóa còn nếu mình vừa men gan vừa tất cả cái này cho một lần thì quý vị đọc đánh sơ giá sơ hóa thì cũng không có lỗi nhưng mà đương nhiên khi mà mình đánh giá sơ hóa nó ra ép máy mà mình ngó ở trên này mình thấy men gan nó tăng thì mình cũng thấy mình sai sai rồi đó ha đó là tùy à, thuận tiện thôi nhưng mà mình nhắc lại nếu chúng ta có bằng chứng trong tay là men gan đã cao thì chúng ta đừng đánh giá sơ hóa thì cái này cũng 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 là một cái lỗi của mình khi mà mình viết và thì mình cũng có hơi sơ ý là không có sửa lại cái 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 ví dụ này cho nó chính xác thì thật ra thì cứ mỗi lần mà trước khi gửi bài cho lộc á là là mình cũng có chỉnh sửa một lần quý đồng nghiệp hay thấy cái chữ chỉnh sửa đó nhưng mà khi mà chuẩn bị lên sóng để trình bày thì mình lại phát hiện ra thêm có chuyện thì nó lại đổi tên thành ra cập nhật. Và cuối buổi nay chắc là sẽ nhờ bạn lọc gửi lại cái bản cập nhật này tại vì cũng có những cái chuyện nó sai mình phải sửa trong cái bản này. Thì nói chung là sai hoài, sửa hoài và cố gắng làm sao để đưa tới quý độc nghiệp những cái phiên bản mà nó ít sai sót nhất chứ không dám nói là không ha. Rồi, và tới giai đoạn này thì mình có thể chẩn đoán đầy đủ là một trường hợp viêm gan CVC mạng sinotip 6 và nhiễm CVB tại sao phải định genotip? Tại vì mình tính tùy chuyện tiết kiệm cho cô này á, Cô này rất là kháng giáo viên rất là khó khăn. Thì định ra genotip thì mình sẽ chọn cho cô này bởi vì mình biết là đa phần 80% sẽ chọn được thuốc rẻ đó. Thì cô này là genotip 6. Đa phần 50 60% là genotip 6 rồi, mình chọn được lady sovert thì nó tiết kiệm hơn. Cái nhóm ba và sofort, vừa uống một viên ngày trong 12 trong 12 tuần. Và tình đương nhiên là cô này vẫn phải tiếp tục ha uống thuốc quan hệ an toàn để tránh thai tức là trước giờ là quan hệ an toàn là vẫn nhấn mạnh mà lúc này lại càng phải nhấn mạnh nữa bởi vì lúc này là cô này bước vô cái cái điều trị rồi ha và dùng ba mà kẹt mà có thai là phiền lắm luôn và nên nhớ cô này còn vấn đề thứ hai nữa gì là siêu cô này có mang nhưng chưa có chỉ định điều trị đúng không mình định lượng hai lần dna đều dưới ngưỡng dưới ngưỡng hết thì đâu có chỉ định điều trị như vậy thì chúng ta gọi là điều trị dự phòng và để tránh bị tương tác với cái thuốc lady thì chúng ta dùng cái cái tác tenofovir 25 mg đó một viên một ngày và sẽ dự kiến là sẽ duy trì cho tới sau khi ngưng DA 12 tuần và tiếp tục theo dõi trong tuần 4 uống hết loại đầu tiên chúng theo dõi men gan huống hồn men gan bình thường đúng không sẽ không rơi vô cái lăng tăng mà sợ ngưng thuốc nữa rồi 8 tuần thì cô này tình trạng mặc dù mình không làm đánh giá sơ hóa nhưng mà diễn tiến ngay từ đầu cổ cũ cũng chỉ là f 01 thôi cho nên là không có không có nghĩ là tới nỗi mà mà đột một sơ gan trong vòng 6 tháng ha giai đoạn này thì không thực hiện xét nghiệm rồi điều trị thì 12 tuần khi đủ 3 lọ rồi thì chúng ta cũng đánh giá lại men gan và cẩn thận thì tầm soát ung thư lại cho cổ một chút. Và sau khi ngưng trị 12 tuần rồi thì chúng ta ngoài những cái xét nghiệm trên thì chúng ta sẽ bắt đầu làm định lượng HCV RNA thì dưới ngưỡng tức là cô này đã điều trị thành công nha. Còn đối với CVB thì ở cái thời điểm này chúng ta cũng làm lại kiểm tra một lần nữa thì rõ ràng là sau khi điều trị và ở thời điểm này mình mình, mình mục đích mình làm siêu vi B để mình lấy bằng chứng để mình ngưng thôi thì cho tới thời điểm này siêu vi B vẫn cứ là dưới ngưỡng và như vậy chúng ta có quyền ngưng bởi vì chúng ta đã hoàn tất cái điều trị dự phòng rồi đã ngưng DAA 12 tuần rồi thì chúng ta sẽ trở lại cái tình trạng theo dõi như một cái nhiễm siêu vi B mạng định kỳ mà thôi và đương nhiên trong quá trình đó thì cô này có thể sẽ chuyển giai đoạn và điều trị siêu vi B khi nào có chỉ định điều trị ha và có một chi tiết này nữa thì mình cũng xin lưu ý hình như cái này mình cũng bổ sung thêm á là nên kiểm tra lại anti hcd cho chồng. Tại sao vậy? Thì tại vì thật ra thì hai người này mới tiếp xúc với nhau trong vòng 6 tháng cái thời điểm mình kiểm lại cho anh kia thì anh năm tính á. Nhưng mà thật sự mình cũng không biết là cái khả năng cái chuyện nó lây nó xảy ra lúc nào biết đâu anh kia ăn ti hcv âm tính nhưng anh kia đã có bị nhiễm rồi mà cái giai đoạn mà chưa có ăn ti hcv thì sao nhưng mà mình lúc đó mình lại bắt người ta phải làm hcv rna thì tốn tố hết việc triệu máy thì nó cũng vô lý đúng không ạ à? cho nên là thôi thứ nhất là đỡ tiết kiệm cái thứ hai nữa là nó hợp lý là gì mình dặn hai người là quan hệ an toàn đã 6 tháng trôi qua rồi tức là anh này rõ ràng không tiếp xúc với cô này trong vòng 6 tháng rồi thì bây giờ mình kiểm lại ăn ti hcv một lần nữa anh này là miễn dịch bình thường đâu có chuyện mình thấy kháng thể lên CVB ngon lành quá chừng đúng không, cho nên nếu anh này có tiếp xúc thì thế nào anh này cũng phải có kháng thể có anti-HCV thôi, nhưng mà thời điểm này mình kiểm tra lại thì anh chồng vẫn không có âm tính lần 2 như vậy thì khẳng định là gì, là anh chồng này hoàn toàn là không có dính dáng gì tới c hết, tại sao phải cẩn thận như vậy, bởi vì biết bao nhiêu tiền bạc điều trị xong bà vợ rồi lỡ láng chán mà bỏ sót ông chồng thì coi như là công cốc đúng không à cho nên phải kiểm lại một lần nữa Mặc dù là mình gián tiếp mình kiểm anti-HCV thôi Nhưng mà nếu mà chặt chẽ mình kiểm trước một lần Và sau 6 tháng không tiếp xúc Kiểm lại lần nữa thì coi như là Coi như là chắc chắn là là Không có anh này đã không có dính dáng gì Không có bị lây nhiễm từ siêu từ cổ rồi như vậy thì hai người có thể quan hệ bình thường để để có em bé và đương nhiên khi có em bé thì cô này lại phải có một bước nữa là được đánh giá trong thai kỳ để coi có điều trị dự phòng trong thai kỳ hay không uống thuốc dự phòng trong thai kỳ và chắc chắn bé sinh ra đời với mẹ nó có HB ra dương tính thì bé phải được chích vaccine và HBG ha những chuyện này là mình cũng nói sẵn sàng cho cô này luôn bây giờ chúng ta qua cái tình huống lâm sàng thứ hai một người nam 45 tuổi làm tài xế thì người này là đã bị biết tình trạng nhiễm HIV rồi và đã điều trị với cái công thức là TNLD đó và đã đạt được cái gọi là ức chế siêu vi dưới ức chế siêu vi đạt cái ngưỡng ức chế siêu vi tốt nè và tế bào CD4 thì nó cũng hồi phục và bệnh nhân này hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng gì cả bệnh nhân là có một bệnh kèm nữa là bị tăng mỡ máu và sơ vữa động mạch đang bắt buộc phải uống một cái là rosu 10 mg mỗi ngày ha. Rồi trong cái quá trình mà đi kiểm tra định kỳ đi tái khám HIV đó thì có thể là anh này khai có cái vấn đề gì đó cho nên mới được kiểm tra thì mới phát hiện thêm là có cái anti HC HCV nhưng mà siêu vi B thì không có, HB ra đây thì anh chỉ có anti HCV thôi. Và cái trường hợp này thì uh, những cái xét nghiệm khác là anh này đang uống lô su mà thì cái kiểm tra lại thì cũng đã kiểm soát tốt công thức đường mỡ máu ra tim máu thì đều bình thường hết rồi và được thực hiện tiếp một loạt những cái kết quả mới thì khẳng định là anh này là gì có còn mang con cvc chứ không phải chỉ có anti không mà có hcvrna cũng khá là cao men gan cũng có tăng nhẹ ha à, rất may là chức năng gan còn tốt tầm soát ung thư thì không có vấn đề gì và đánh giá cái độ sơ hóa thì cũng còn tốt thì anh này là một cái người độc thân và muốn điều trị ngay tức là có đủ khả năng kinh tế và muốn điều trị ngay thì như vậy chúng ta sẽ đặt cái chẩn đoán cho anh này là gì? Thì anh này đủ tiêu chuẩn để điều trị và anh này cũng đủ tiêu chuẩn để nói mạng đúng không? Ăn HCV dương và HCV RNA về, về, trên ngưỡng và thậm chí là kích tích rất là cao. Rồi F01 và chưa xác định genotype. Ngoài ra bệnh kèm theo là anh này có tình trạng nhiễm HIV tăng mỡ máu sơ vữa, sơ vữa động mạch nha. Vì ông này muốn điều trị ngay cho nên mình cũng và cũng dư dư tiền để điều trị cho nên mình cũng không cần tính toán tiết kiệm làm chi khỏi cần xác định serotip và chúng ta chọn ngay cái thuốc là phủ hết dù nó hơi đắt một chút xíu là venba và sulfur để trị tất cả uống một ngày một viên như vậy thì anh này đang điều trị cái công thức tnld cho nên không có sợ tương tác gì cả cứ tiếp tục điều trị như cái liều trước đây thôi điều trị hiv như liều trước đây và nhắc nhở là phải tuân thủ điều trị ha để đồng hồ ren là uống thuốc cho khỏi quên và trong thời gian này thì anh này vẫn nếu có những cái quan hệ đó thì phải lưu ý ha, là để đã tốn tiền điều trị rồi thì mình phải ráng giữ tức là tránh những cái hành vi nguy cơ lây nhiễm và nếu có uống thuốc gì thì phải báo cho bác sĩ biết còn trước mắt là cái rô su là chắc chắn là phải ngưng rồi chúng ta biết rồi cái nhóm satin tạm thời là ngưng thì uh, vì cái người chỉ định là bác sĩ bên bên tim mạch cho nên là mình chỉ về ngưng và đương nhiên phải có ý kiến của bên chuyên khoa thì có thể là sẽ xem xét chuyển qua phenol hay là acetima gì đó rồi bây giờ chúng ta sẽ theo dõi 4 tuần thì men gan nó đã ổn liền. 8 tuần thì không cần thực hiện xét nghiệm ha. 12 tuần men gan vẫn ổn, tầm soát ung thư ổn. Và sau khi ngưng trị 12 tuần thì tất cả xét nghiệm vẫn ổn và đạt được cái HCV RNA là dưới dưới 15 có nghĩa là khỏi bệnh đó ha. Chú thấy là cái đối với CVC điều trị dưới 12 tuần xong, ngưng 12 tuần là xong xuôi và thầu hết tất cả những cái bệnh nhân mà tuân thủ điều trị thì quý đồng nghiệp sẽ đạt được cái kết quả này rất rất là dễ dàng bởi vì cái thuốc nó sướng lắm luôn nhưng mà là một chuyện gì thì anh này cái nghề nghiệp là mình thấy cũng hay đi lang thang độc thân rồi lái lái xe đi lang thang thì phải nhớ tư vấn cái tránh tái nhiễm bởi vì tốn tiền điều trị nhiều đây mà không cái thì lại tái nhiễm còn hiv thì anh này đã uống thuốc rồi hiv uống thuốc suốt đời rồi thì coi như là cũng một cái hình thức là để để phòng tránh nhiễm hiv đó ha với còn siêu vi c thì chúng ta biết là không có biện pháp nào cả không có kha không có thể uống thuốc giống như hiv kéo dài mà cũng không có không có chích ngừa gì cả cho nên là phải cần phải tư vấn tránh tái nhiễm à, xin lỗi cái anh này bổ sung thêm một chút xíu tức là đối với cái siêu vi b anh này là hbbs AR là âm tính thì chúng ta cũng không dừng lại ở chuyện đó tức là đối với điều trị thì chúng ta hát bé ra đây âm tính thì chúng ta không có không có quan tâm điều trị dự phòng gì rồi nhưng mà chúng ta nên là gì là làm đầy đủ luôn là cái cái bộ ba và nên được nếu mà tất cả là đều âm tính thì chúng ta nên tư vấn để cho anh này đi chích ngừa ha chích ngừa viêm gan cvb đó và chuyện nữa là gì là đã điều trị khỏi cvc nhưng vẫn phải tầm soát ung thư mỗi mỗi sáu tháng thì chắc là mình mình xin lỗi mình sẽ bổ sung thêm tức là nhiều cái tình huống thì mục đích là cố gắng đưa làm sao cho nó đầy đủ hết mọi cái có thể quý đồng nghiệp gặp trong cái thực hành lâm sàng và quý đồng nghiệp đừng có bỏ sót thì trong điều trị đối với anh này như vậy là đủ nhưng mà nếu mà để rộng hơn cho anh này thì nó còn một cái nữa chúng ta phải làm tức là chúng ta phải đánh giá là anh này có cần có cần chích ngừa viêm gan siêu vi b có kháng thể chưa và có cần chích ngừa hay không tại vì anh này có thể là đối tượng nguy cơ ha, tránh được con nào đỡ con đó rồi. Còn cái statin thì hết thời gian điều trị rồi thì là anh này, ngay cả cái thời điểm mà chúng ta điều trị 12 tuần xong á, ngưng trị rồi đó thì thời điểm đó là anh này đã có thể uống lại cái statin rồi. Và nói tóm lại thì đối với siêu vi C đó thì những cái thuốc mà DA thế hệ mới thật sự nó là nó lại mở ra một cái tương lai tươi sáng cho những bệnh nhân viêm gan C và chúng ta tràn đầy hy vọng là nếu chúng ta tích cực tầm soát và bệnh nhân và bệnh nhân có khả năng phải thêm mở hoặc là bệnh nhân có tiền để chữa đó tại vì nhiều khi chúng ta tầm soát ra mà bệnh nhân không có tiền để chữa thì cũng buồn lắm nhưng mà đã tầm soát ra rồi thì chúng ta hãy cố gắng khuyến khích bệnh nhân làm sao bằng mọi cách để dành dụng sau đó để mà chữa bởi vì khi mà mình phát hiện người ta F01 mà không giải thích không khuyến khích để cho người ta chữa mà để chừng năm 10 năm nữa người ta trở thành F4 thành sơ gan mất bù thì thật sự là rất là oan uổng bởi vì chúng ta đã có trong tay một cái vũ khí rất là tốt để có thể ngăn chặn được cái con siêu gọi là sạch sẽ của siêu vi C luôn đó rồi sau đó mình chỉ cần dặn người ta giữ giữ mình mà thôi rồi cái bài trình bày của mình ngày hôm nay là hết và bà, bài này thì nó ngắn cho nên chúng ta cũng còn rất là nhiều thời gian. Thì uh, xin uh, quý đồng nghiệp có có uh, ý kiến mình có thể chia sẻ có thời gian để chúng ta trao đổi trực tiếp. Đó thành ra chúng ta thương người này nhưng mà chúng ta cũng phải thương người khác nữa. Thành ra nó phải có một cái hệ thống rõ ràng, quy định mà theo mình thì chắc ăn nhất đứng về phương diện khoa học đó, là mặc dù người ta có bằng chứng siêu vi C âm tính ở lần điều trị nào đó HCV RNA âm nhưng mà thật ra đâu có biết người ta lại bị dây nhiễm vô lúc nào đúng không? Thành mà không lẽ mỗi lần người ta chạy chạy thận thì là người ta phải đưa ra một cái bằng chứng HCV cập nhật nhất ngay thời điểm đó chuẩn bị vô chạy lấy máu chạy ra kết quả hoặc là làm HCV co antigen không có thể à, có thể là chị Hương ơi nếu nếu mà HCV RNA nó tới triệu mấy thì có thể mình test bằng cái HCV con antigen mặc dù nó không nó để, để nó vậy là mu là trăm đúng không à, nó là từ 500 cho tới 3.000 IU thì nó sẽ dương đó thành ra là nói chung là đó là vấn đề chúng ta còn 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 bỏ ngỏ chưa giải quyết được thì còn đó mình cứ để gì là... mình nói không nè nhờ những cái đồng nghiệp bên 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 thận xem xét lại chuyện đó alo cái này thì chúng tôi sẽ phải xem lại và có cái thống nhất. Dạ. Yeah. Chứ còn bây giờ thì chưa có ai thống nhất được cái vấn đề đó cho nên mình yeah, chưa dám. Yeah, dạ yeah, đúng khó. rồi, Thế cái rồi. chuyện này cũng khó lắm ạ. À. Vấn đề gì ạ? À? Dạ Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hương. Dạ, rồi có một bác sĩ không biết tên gì là thấy Nguyễn Văn A cứ giơ tay nãy giờ đó mà mà sao không thấy lên tiếng, không thấy mở mic Dạ. Yeah. Xin mời, xin mời lên tiếng nè, mở mic lên tiếng nè dạ em chào cô ạ à. dạ à, dạ cho em biết rồi, cho biết rồi, quý danh là để để đổ đổi cái tên dạ. này đi. dạ em ta là bác sĩ băng tâm ở bên bệnh viện quận bình thạnh đó cô dạ bác sĩ băng tâm dạ rồi, chào bác sĩ tâm dạ em chào cô tại à, em ca mà điều trị miêu c á, mà cứ mỗi lần có vài lần em cho đi định lượng à, đi định cái tiếp xong kết à. quả trả về là ghi là không định được tiếp gen mà em mới để ý, à. những cái ca mà nó để như vậy là tải lượng virus viêm C nó đâu khoảng hai trăm mấy ba trăm IU trên yeah. ml thôi thành ra mấy cái ca nó đi định genotip về nó tốt tiền thành ra cuối cùng về nó không định được mình phải dùng cái cái, cái thuốc mà phủ sáu tiếp gen đó đúng rồi thành ra thành ra bây giờ nếu mà mình thấy cái tải lượng virus quá thì thôi mình à, khỏi cho bệnh nhân đi định lượng cái đó định lượng geno genotip mình dùng phủ luôn sáu tiếp luôn được không cô dạ chính xác chính xác đó bác sĩ tâm đó thành ra thường á, là mình chỉ định nói chung là được cái này mất cái kia tức là thật ra tại vì mình nói là cái thuốc mà xài ba lọ mà tính mỗi lọ nó rẻ hơn ba bốn triệu thì tính ra là thấy rẻ hơn nhiều nhưng mà dạ. vấn đề là thứ nhất là mình phải nhìn vô cái tải lượng mình bao giờ bước một là phải phải nhìn cái tải lượng rồi bước hai mới bỏ tiếp đó thành dạ. ra nếu cái tải lượng nó cao thì thông thường bác sĩ văn tâm phải thấy là nó khoảng vài ngàn thậm chí là 10 mũ 4 á, nôm là vậy thì mới à. chắc chắn nó định genotype nó chính xác chứ mà nó thấp lè tè à. mấy trăm là chắc chắn mà thậm chí sắp xỉ 1 ngàn đôi khi có nhiều khi cũng bị trả lời là không xác định chính xác được đó thì thành ra nhiều khi mình nghĩ là mình tiết kiệm cho anh ta mà mình bắt người ta tốn hơn triệu mấy mà chả giải quyết được thì đâm ra người ta còn tốn oan hơn triệu mấy đằng nào cũng xài băng genotype thôi bằng xài ngay từ đầu cho rồi đó, thành ra là dạ. mình chia sẻ với đồng nghiệp là mặc dù mình nghĩ là tiết kiệm cho bệnh nhân nhưng trước nhất là chúng ta phải xem xét lại cái nguồn thuốc tại vì thật ra là cũng uh, hiện giờ những cái bệnh nhân của mình á theo mình biết đó là bệnh nhân dạ. đi kiếm cái led kia cũng khó, đi kiếm dạ. mặc dù tiếng rẻ nhưng mà kiếm nó cũng khó. Đó thành ra là thôi thà sử gọi là tiếp luôn cho rồi thì khỏi tốn hết một triệu mấy làm cái định lượng finote dạ mình xu hướng bây giờ có lẽ là dần dần á, tại vì nó thuốc nó điều trị hiệu quả quá mình nghĩ chắc laser dạ. chắc nó cũng bị dẹp tiệm nó bị ven ba nó lấn luôn rồi bác sĩ tâm, tại vì cũng rất nhiều cái dạ. da khác nó bị dẹp tiệm rồi, ha à, nó không chịu dạ. nổi rồi. Dạ bệnh viện em thì cái thuốc em thấy cũng còn nhiều á, mà sáp lab... hả bác sĩ tâm? Còn beer, hả? À, Còn nhiều lắm, thành ra bệnh nhân mà tiếp một à. cho định về nhiều lắm thành ra là bệnh nhân à. hầu như em thấy điều trị cũng ổn lắm nhưng mà cái à, trường hợp này em... thì tám mươi phần trăm một đến sáu là mình được yeah. như vậy là yeah. nhưng nếu bác sĩ tâm mà xài theo bảo hiểm y tế thì bác, bác sĩ tâm phải đi hai bước là là định định lượng trước rồi sau đó là yeah. mình mới định lượng tiếp đúng không dạ dạ mà mấy cái đó thì bệnh nhân là buộc phải trả tiền hết bên em thì nó không có cho vô bảo hiểm y tế hai cái phần mình định à, tiếp sen à, với à, lại định lượng virus thành yeah. ra em bệnh... sợ nó tốn tiền mà em không biết là cái ngưỡng đó mà cái cái lượng virus khoảng bao nhiêu mình tư vấn dùng qua cái yeah. cái loại mà 6 tiếp luôn á. Dạ dạ, nói chung là ăn chắc ăn là bác sĩ tâm cứ thấy nó khoảng là nó 10 10 mũ 4 đổ lên đi là mới chắc. Còn sắp xỉ yeah. vài trăm chắc chắn là thất bại mà yeah. sắp xỉ 1 1000 cũng có khi thất bại đó các Dạ yeah, yeah. vậy thôi trên 1 1000 thì mình tư vấn luôn yeah, cả là đó, dùng bên ngàn ngàn yeah. mình nói là chắc cú nhất là 10.000. Nó nhiều cỡ nào dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ Dạ dạ chào cô Dạ mời mời các quý đồng nghiệp khác ạ à. Dạ thêm một cái Nguyễn Văn A khác Xin đổi cho biết quý danh để đổi tên Dạ thưa cô ạ à. Dạ xin xin đồng nghiệp cho biết tên gì ạ Dạ Nguyễn Văn Văn à. ạ Xin chào cô Hà Dạ Xin phép cô, cô được hỏi là trường hợp thứ nhất mà cô nữ giáo viên 30 tuổi đó Thì có dạ. nhiễm HBV, HCV và HBV mạng đó dạ. thì nếu mình có điều trị tóp dự phòng tóp đó là cái 25 mg đó thì trong trường dạ. này mình xét nghiệm QH PCR rất là cao trên 1000. 000 thì sau dạ. mình điều trị dự phòng sau mình không xét nghiệm lại và điều trị tiếp à xin hết là xin cảm ơn cô Dạ, tại vì mình điều trị là mình dựa vào cái sự tăng sinh sự tăng sinh á, là HBV DNA chứ còn cái BSR đó thì nó không phải là sự tăng sinh, tại vì hôm trước mình có nói là nó đôi khi nó chỉ là những cái mảnh thôi, nó là những cái mảnh HB nó mảnh kháng nguyên rời rạc mà nó tạo ra từ cái DNA, à, DNA HBV tích hợp, chứ là nó không thể tạo ra được nguyên một con CVB toàn vẹn, nó không phải là con CVB sống mà nó là chỉ là những cái mảnh thôi, thì những cái mảnh đó nó vẫn làm cho HB ra dương tính rất là cao, nhưng mà bệnh nhân cái cô cô giáo này những lần nào làm hai lần li tiết thì mình đều thấy HBVDNA DNA là dưới ngưỡng 10 hết, dưới 10 yêu hết, tức là rõ ràng siêu vi của cô này nó không thông tân sinh. Hay nôm na là mình hiểu là cái DNA CCC á nó không có sao chép mạnh mà cái chính cái vai trò của HBR là do cái cái DNA mà tích hợp Và DNA tích hợp thì nó không có tạo ra con siêu vi toàn vẹn mà nó chỉ tạo ra những cái mảnh kháng nguyên HBR thôi. Đó. nhưng mà đương nhiên cô này vẫn có cái nguy cơ ở cái tăng sao chép của DNA tích hợp thì nó sẽ có nguy cơ là về ung thư mình phải cảnh báo cho cái cô này chuyện đó và vì như vậy là cô này không có chỉ định điều trị bởi vì cái tải lượng siêu vi là nó dưới ngưỡng đó còn men gan cổ tăng là do siêu vi c thành ra cổ chỉ là điều trị dự phòng mà thôi và sau khi cổ ngưng điều trị siêu vi c thì cổ trở lại cái trạng thái là nhiễm siêu vi b mạng tính và cổ sẽ theo dõi tiếp khi nào mà trong cái quá trình mình thấy đã điều trị siêu thông thì men gan rất là đẹp mà mình thấy men gan cổ tăng lên là biết là siêu nó quậy rồi đó thì lúc đó chúng ta lại cho định lượng lại siêu và nếu hbp dna nó cao chỉ trên 2000 ngàn thôi thì lúc đó chúng ta sẽ có chỉ định điều trị và dạ nghĩ là lọc chưa nghe rõ tên nên chưa sửa tên của bác sĩ Phải không Lọc ơi Dạ đúng rồi ạ à, xin bà... lỗi bác sĩ cho cho nói lại cái tên cho rõ để cô Lọc cô để sửa luôn thân à. thân là... Nguyễn Thanh Vân Nguyễn Thanh Vân dạ yeah, vâng ạ à. dạ yeah, rồi cảm ơn bác sĩ vân yeah. bác sĩ nguyễn anh vân dạ yeah, rồi à, vậy là bác bác, à, bác sĩ vân đã đồng ý và yeah, có có ý kiến gì khác không mình trả lời như vậy bác sĩ vân đồng ý không ạ à? dạ yeah, vâng xin cảm ơn cô ạ dạ dạ rồi mời mời một nguyễn văn a nữa nào nữa là xin xin yeah xin mời lên và 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 cho biết quý danh để đổi tên em thấy là bác có thể bật, bật mic được rồi đấy ạ thì uh, mời bác lên tiếng thì mình có thể trao đổi với cô hạ hiện giờ là là lộc đã đã mở quyền bật mic cho tất cả rồi đúng không ạ à? dạ yeah, nãy giờ là bác à. nào đưa tay thì em đã mở à, quyền hết rồi yeah không biết là có 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 giơ tay nhầm không có có thấy có bác cũng vẫn còn nguyễn văn e đó mà chưa thấy mở mic à, cái câu hỏi à, thôi vậy giờ lọc đọc giờ bây giờ mình trả lời những câu hỏi nha Dạ à, vâng, thì bây giờ th trong lúc chờ các bác, các bác mở mic thì em xin phép và đọc câu hỏi đầu tiên. Thì có một bác sĩ hỏi cô rằng là bác sĩ có một bệnh nhân sơ gan còn bù đang điều trị bằng sốt peo. Lọ đầu tiên uống nhầm sáng chiều một tuần đầu nên là rút ngắn thời gian điều trị còn 11 tuần. Vậy nên thì vậy vậy thì có nên uống thêm cho đủ thời gian là 12 tuần không ạ? Hay là hết ba lọ thì mình ngưng luôn ạ? cô. À cái này là gọi là nó nó quá đặc biệt đi nó quá đặc biệt thì bây giờ thôi mình mình suy luận nha mình suy luận thôi tức là dù sao cái này là uống nhầm là uống nhầm trong vòng có một uh, có vòng một có một tuần đầu thôi đúng không có vòng một tuần đầu thì uh, theo như cái chuyện mà nếu mà quên trong vòng cái này là bệnh nhân uống dư nhưng mà giả sử như mình tính gọi là toàn bộ cái thời gian đi thì người ta cho phép là nếu mà là uống uống nếu mất một trong vòng một tuần thì vẫn duy trì tổng số cái thời gian là như vậy à... thành ra bệnh nhân này á nó nó chỉ bị cấn một cái là cái thời gian để đủ duy trì để ức chế con siêu vi thì nó bị mất đi một tuần bệnh nhân này bị một tuần áp lực thuốc gấp đôi nhưng mà nếu nếu chúng ta dừng lại ở 11 tuần á thì xét ra là bệnh nhân vẫn bị thiếu một tuần, cái áp lực thuốc nó bị bị buông đi một tuần. Thành ra mình nghĩ là thôi, cái này không có gai lai nào nói cái chuyện quá đặc biệt này hết. Nhưng mà mình nghĩ là nếu có thể mua thuốc lẻ được á thì chắc là nên mua thuốc lẻ một tuần đi. Uống cho nó chắc tại vì công trình mình đã điều trị vậy mà lỡ nó thất bại nó không có đáp ứng siêu vi thì chúng ta hãy thể mà bị thất bại là nó mệt gấp đôi. Tức là chúng ta phải kéo dài thành 24 tuần mà cộng với ribavirin nữa thì nó cực kỳ khổ á. Thành ra có lẽ là trong trường hợp này chúng ta mua thêm một tuần nữa cho chắc để mình bảo đảm là cái áp lực thuốc trên con siêu vi C nó đủ 12 tuần. Mặc dù nó bị nó bị áp lực nhiều, bị gấp đôi vô một tuần nhưng cái quan trọng trong điều trị là người ta có hai vế. Một là cái áp lực lên cái con siêu vi và cái thứ hai là cái thời gian duy trì cái áp lực đó nữa nó có phải có hai yếu tố đó đây chúng ta áp lực thì có đầy đủ rồi đó suốt thời gian là đầy đủ áp lực trên con siêu vi nhưng mà chúng ta lại không có thời gian để duy trì cái áp lực đó thành ra trong trường hợp đó mình khuyên là thôi mua thêm một tuần thú nó đi cho chắc ạ à. cái đó là tự mình suy đoán ra thôi chứ cũng không có đọc được cái guideline nào nói như vậy hết bác sĩ bác sĩ nào có dạ yeah, thì ra đó là cái câu trả lời mình thôi thì đồng nghiệp có thể đồng ý không đồng ý gì, gì thì tùy tại vì cái này nó không có không biết ai là trọng tài được luôn đó cảm ơn câu trả lời của cô Hà thì em thấy là có một bác mới mình có thể bật bật được mic được ạ không biết là mời bác mình có thể chia sẻ của cô Hà luôn ạ à, có một câu hỏi ở trên màn hình thôi vậy đã sẵn cô, cô đọc luôn để cả trả lời câu này nha không biết cũng, một bác là không có ghi tên là Nguyễn Văn E nè là có HCV RNA nhưng mà HBS âm anti HBC dương anti HBS âm có cần điều trị dự phòng À, thì cái này trong bài mình có nói tức là trong trường hợp này điều trị siêu vi C nhưng mà không có điều trị dự phòng tại vì bệnh người này chỉ có ăn THBC hpc dương thôi thì mình không có cần điều trị dự phòng giống như trong bài đó đã đã có có trình bày rồi đó nhưng mà chúng ta vẫn phải để mắt tới một chút tức là nếu chúng ta điều trị siêu vi C ổn rồi bệnh nhân không có cái lý do không có bệnh gì kèm khác mà chúng ta thấy men gan tăng thì chúng ta phải cẩn thận là coi chừng là con siêu vi nó có tái hoạt hay không. Thì nói tóm lại là điều trị siêu vi C rồi mà thấy men gan tăng mà nghi ngờ có dính dáng tới siêu vi B thì đơn giản là chúng ta làm cái HBsAg trở lại hoặc là cẩn thận hơn là chúng ta làm luôn DNA HBV. Đó, HBLG và DNA HBV luôn. Tại vì sao nhiều đồng nghiệp cũng lo xa là lỡ làm một cái HBsAg mà nó âm mà bỏ luôn lỡ người ta bị đột biến. Tức là cái dạng mà mà thể ẩn là đột biến gì đó nó thể ẩn thì mình không sợ thể ẩn thì DNA HBV nó thấp nhưng mà lỡ nó là đột biến gen S á, thì cái đó cũng mệt lắm đột biến gen S tức là HBV âm nhưng mà tải lượng nó cũng có thể là cao thành ra thông thường thì chúng ta kiểm lại một cái HBV còn nếu cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ kiểm cả hai luôn là vừa HBV vừa định lượng DNA nếu trong trường hợp đã điều trị siêu vi C ổn rồi mà mình thấy men gan tăng còn cho tới bây giờ tất cả các khuyến cáo của toàn bộ gai lai trên thế giới thì họ đều đồng ý là nếu HBSAG âm chỉ có anti HBC dương thì chúng ta sẽ không điều trị dự phòng khi điều trị siêu vi C mà chỉ là theo dõi. Còn sau khi đã ngưng điều trị siêu vi C rồi thì cái trường hợp mà anti HBC này thì nó coi như nó cũng không có không có vấn đề gì nữa. Nó là một cái chuyện riêng của cái trường hợp anti HBC thôi. vâng, cảm ơn câu trả lời của cô Hà. Không biết là cái bác sĩ nào mình gửi câu hỏi đến cho cô Hà thì mình có đồng ý với cái câu trả lời của cô Hà hay không? Hay là mình có phản hồi gì? Thì bác sĩ có thể phản hồi ạ. Em thấy là có hai bác có thể mở mic rồi nhưng mà uh, vẫn chưa thấy hai bác nói gì. Thì uh, chắc là nhờ hai bác mình cũng nói chuyện thử xem để xem thử lại có vấn đề kỹ thuật nào mà em có thể hỗ trợ được hay không? Dạ, cô Hà em làm bác sĩ Hồ Văn Sơn ở Bệnh viện Bạc Liêu. Em dạ, có có nhà hỏi. bác sĩ Sơn Bác sĩ Hồ Văn Sơn Dạ, em có hỏi cô Câu là một tình nhân phụ nữ đang mang thai Mà dùng cái sức veo đó Nó có chống chỉ định như cái sầu điểm 3 tháng đầu, 3 tháng thứ gì không Vì cô không uống cái thuốc xếp cái veo nó có ảnh hưởng gì không Thí dụ là cái phụ nữ đó Nó, nó có cái xét nghiệm nó đủ tiêu chuẩn Để điều trị cái viêm gan C đó không Dạ, tức là bây giờ chưa Bác sĩ Sơn chưa chưa cho thuốc đúng không à Dạ Thôi xin ừ. khen xin can là tại vì toàn bộ gai lai trên thế giới bây giờ không có ai dám bỏ thuốc đi cho bà bầu trừ trường hợp có một trường hợp mà mình nói ở châu âu thì họ nói là tai nạn thôi tai nạn Được. là lỡ người ta đang điều trị bác sĩ sơn đã ghi toa rồi giờ ta cấm bầu người ta đã uống chừng hai lọ rồi rồi còn lọ Được. cuối cùng cũng lại bỏ cũng tiếc đúng không cái trường hợp Được. đó thì hơi nhức đầu còn nếu bác sĩ sơn mà chưa ghi toa thì thôi đừng ghi toa Ha, đừng ghi toa, dạ. cứ dặn siêu vi xe không có gì vội vàng Nó chẳng có bùng phát, nó chẳng có gì cả Mà thậm chí bà bầu đó còn có cơ hội Biết đâu bà sanh xong bác sĩ Sơn kiểm tra lại Bà xử luôn con siêu vi xe thì sao Khỏi tốn tiền bác sĩ xê, bệnh nhân điều trị luôn nha dạ. Nên nếu chưa ghi toa Thì đừng ghi toa Ken dạ, là cũng... toàn bộ trên thế giới Là không có ai khuyến cáo cả Trừ trường hợp tai nạn thôi Cho nên là bác sĩ Sơn cứ khẳng định với bà bầu này là Đừng có quá sợ hãi À, cho dù là men gan nó lăn tăng chút xíu siêu vi sinh nó không có bùng phát gì cả cho nên đừng có sợ đương nhiên trong thai kỳ bác sĩ sơn cũng đừng cho silimarin nha nếu thấy men gan bả tăng kệ bả đi đừng có cho silimarin tại vì silimarin cũng không được khuyến cáo trong, trong thai kỳ đâu thành ra mình quan trọng là yếu tố tinh thần đó mình trấn an bệnh nhân mình hiểu là cái chuyện này trên thế giới cũng nhiều bà bầu giống vậy rồi nhưng mà không có sao cả đương nhiên mình vẫn theo dõi chủ yếu là bác sĩ sơn sẽ theo dõi diễn tiến men gan diễn tiến chức năng gan trong cái quá trình ừ. đó và cũng cẩn thận coi bả có bị đồng nhiễm cái gì khác mà mình có thể chữa hay không mà sợ nhất yeah. là chuyện CVB ở xứ mình đó ha Thế yeah. nên là mình phải ra cho thiệt kỹ cái chuyện đó thậm chí là nếu mà HBSAR mà 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 âm mà bác sĩ sơn thấy men gan lăn tăng bác sĩ sơn cho làm định lượng DNA HBV luôn đi lỡ biết đâu yeah. là bả là CVB đột biến mà mình bỏ sót là còn tai nạn nữa đúng không nói chung là CVB cứ làm thiệt kỹ đi còn vi C mà biết rồi thì cũng để đó và an ủi bệnh nhân và cho bà một tia hy vọng là biết đâu là là bà xanh xong là bà hồi phục miễn dịch bà xử luôn khỏi tốn tiền chữa luôn. Dạ yeah. nhưng mà phải rất là thận trọng nha là tại trong thai kỳ của người ta rất là nhiều chuyện xảy ra không phải do CVC nhưng mà rất là nhiều chuyện xảy ra kể cả những trường hợp mà vàng da những bệnh lý gan trong thai kỳ đó trong đó là cũng rất là nhiều thứ cho nên bác sĩ Sơn cứ nhắc cô này là phải đi khám bác sĩ sẵn khoa khám thai định kỳ. À, ngoài con siêu vi thì còn nhiều cái khác mà nó gây bệnh lý gan trong thai kỳ và nếu trong thai kỳ mà vàng da thì đừng có đổ tội cho siêu vi hiếm khi nào mà siêu vi nó bùng phát và gây vàng da mà phải đi tìm những nguyên nhân mà mà gây cái tình trạng vàng da trong thai kỳ ví dụ như khoảng là ba cái cái tam cá nguyệt giữa đó thì coi chừng là vàng da ứ mật cho do uh, trong thai kỳ còn nếu mà cái phần cuối đó là có rất là nhiều bệnh nguy hiểm như hội chứng cái cái hép hay là cái tình trạng gan nhiễm mỡ trong thai kỳ những cái trường hợp đó là nguy cơ thậm chí là phải chấm dứt thai kỳ sớm luôn á. Thành ra là cái chuyện gan trong thai kỳ nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà không sợ siêu vi C. Riêng siêu vi C là mình không sợ và mình cũng không cần vội vàng điều trị. ha, nhưng mà vẫn nhắc bệnh nhân là phải đi khám thai bởi vì trong thai kỳ nó có những vấn đề do cái thai nó gây ra cho má nó chứ không phải là do siêu vi C đâu. Dạ, yeah, em cảm ơn cô. Yeah. Dạ. Câu hỏi của bác sĩ Sơn ạ, à, hiện tại thì em thấy là có thêm một bác sĩ nữa muốn giơ tay đẹp ạ thì uh, mình có thể uh, chia sẻ qua mic luôn ạ. Alo, thưa cô. Em, yeah. là yeah. Yeah. em là bác sĩ Huy. Dạ. Dạ, em là bác sĩ Huy có một số câu hỏi hỏi cô. Dạ. Yeah. Thứ nhất là cái trường hợp tình huống thứ nhất là một bệnh nhân nữ mà cô giới thiệu là vừa có C và vừa có B. Yeah. Em muốn hỏi khẳng định lại là bệnh nhân này chắc chắn là phải điều trị dự phòng viêm gan siêu vi b. Dạ yeah, chính xác. Dạ yeah. rồi đó là câu yeah. thứ nhất. Câu thứ hai, hồi nãy cái cái bạn đồng nghiệp có hỏi một cái trường hợp tức là uống thuốc thừa đó, uống thuốc thừa yeah. đó thì, yeah. thì đúng là em cũng có gặp trường hợp như vậy. Tức là thay vì người ta uống một viên mà người ta lại uống hai viên, ta uống hai viên đến khi mà mình phát hiện được á thì người ta đã uống hết ba lọ rồi. uống hết ba lọ luôn. À. Đó, người ta đã uống hết luôn rồi. Tức là người ta uống nó khoảng chừng hơn một tháng. Dạ, tháng, tháng gửi. Gửi. Đó. Đến khi người ta đúng 3 tháng người ta đi khám mình đó. Thì người ta nói là tôi không có nghe rõ tí dạch. Mặc dù cái toa mình ghi là một ngày một viên. Nhưng mà người ta nói người ta uống xong rồi người ta đúng 3 tháng người ta theo đúng cái khám của mình. Thì lúc đó mình nghe cũng cũng hơi bàng hoàng thực sự không có trường hợp nào như vậy cũng hơi bàng hoàng thì vội vàng có đi thử thì cái men gan nó bình thường cái định lượng cái hcv rna thì nó dưới ngưỡng yeah. rồi sau đó 3 tháng mình thử một lần nữa cũng may mắn là nó dưới ngưỡng luôn dạ yeah, nó dưới ngưỡng luôn đó ừ. nó dưới ngưỡng luôn dạ yeah. à. Rồi Mà trải trải là là, có là một bệnh kinh nghiệm là ngoài ngoài chứ. <laughs> dạ, dạ nhưng mà thực dạ dạ. Thực ra thì, thì cái trường hợp đó là mình mình tại dạ. Dạ. Mình không dám nói là kinh nghiệm Nó có một trường hợp đó là rồi sau đó Dạ dạ thì bác sĩ Huy chia sẻ rất là hay. Nhưng mà nhưng mà mình xin xin lỗi là mình xin ngắt lời là tại ý là mình nói là để mình so sánh hai cái tình huống cái tình huống của bác sĩ Huy nói và cái tình huống kia. Thì đứng về phương diện mà nếu nếu mình ở cái vị trí ví dụ bác sĩ Huy là coi như chuyện đã rồi là chuyện nó đã rồi là tại vì rồi. ta đã uống hết ba lọ rồi cho nên yeah. là bây giờ là chuyện đã rồi thì mình cũng tính theo đã rồi luôn đúng không nó đã rồi, rồi rồi thì mình là mục đích cuối cùng là có đạt được đáp ứng siêu vi bền vững sau 3 tháng không nếu mà thất bại thì lúc đó là chúng ta phải trở lại theo cái phát đồ thất bại đúng không à nhưng mà dạ may đúng. mắn là không thất bại là coi như là hú hồn mà thành công luôn Ủa? còn cái tình huống mà đồng nghiệp kia mà nêu ra thì nó chỉ nó dở dang ở cái chỗ là chưa kết thúc nó chưa kết thúc nó chưa kết thúc nó đang lưng chừng thì như vậy thì nó có hai khả năng xảy ra một là nếu mà kệ nó đi cứ cho kết thúc 11 tuần mà lỡ người ta thất bại thì bắt buộc người ta phải đi một cái liệu trình 24 tuần của trường hợp thất bại thì nó tốn kém gấp đôi còn nếu chúng ta cho bệnh nhân mua thêm 7 viên uống thêm một tuần nữa thôi tức là là cũng đâu có bị lố thuốc tại vì bệnh nhân của bác huy uống gấp đôi trong vòng ba à, trong vòng một tháng rưỡi còn chẳng bị gì uống gì là người ta chỉ uống gấp đôi trong không vòng có một tuần đúng không thì bây giờ mình cứ kéo cho nó đủ 12 tuần đi thì cũng chẳng hại gì nhưng mà một chuyện chắc chắn là mình duy trì được cái áp lực trên con CBC đủ 12 tuần thì để không ân hận về sau Tức là nếu ca đó mà mình duy trì đủ 12 tuần rồi ngưng 12 tuần mà nó thất bại thì đúng là cái số của nó là nó thất bại rồi chứ cũng chẳng phải tại chuyện gì cả. Đó, thành ra trong cái nghề của mình đôi khi mình phải không có cái gì để hướng dẫn thì chúng ta lành đành phải linh động là tình huống nào nó đã vô thế đã rồi thì chúng ta nương theo đã rồi, còn tình thế nào mà chúng ta có thể còn xoay chuyển được thì chúng ta cố gắng chúng ta xoay chuyển theo cái tình huống là ít hại nhất cho bệnh nhân. Có sĩ Huy đồng ý không ạ? Yeah, dạ. À? Yeah. ơn cô. Em có yeah. câu thứ hai. Yeah. Câu thứ hai là trường hợp những bệnh nhân mà bị COPD và bị hen họ ít yeah. uh, những cái ICS yeah. thì như vậy mình sẽ tính những bệnh nhân này như thế nào khi mà mình điều trị yeah. bệnh nhân là viêm gan siêu vi B mình có tính bệnh nhân như vậy thì cô biết là những bệnh nhân bị COPD và những bệnh nhân mà bị hen yeah. thì gần như yeah. là xài cái 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 cái, cái thuốc ít là ICS Gần dạ. như là suốt đời đã suốt hoài, mặc dù dạ. nói là cái tác dụng phụ của công ty của ít dạ. nó thấp nhất nhưng mà nó vẫn là có chứ không để không thì dạ. mình có dạ. nên đặt vấn đề là dự phòng không hay là trong quá trình mình điều trị thì những cái bệnh nhân này khi mình điều trị đấy mình cũng theo dõi họ thường đó. thì mình dạ. cũng theo dõi luôn cái dạ. b dạ. để mình có cái hướng điều trị hay là mình điều trị dự phòng luôn cho người ta dạ dạ, dạ. đây À, mình xin trả lời cái trường hợp này tức là có tại vì đúng là nó có mà nó rất là thấp đó anh, bác sĩ Huy thành ra có lẽ Được. là bác sĩ Huy sẽ xếp nó vô cái nhóm mà là HBSAG dương với cái cọc tiêu ít với liều thấp nhất thì ra như vậy là nếu HBSAG dương thì cũng có thể mình cân nhắc điều trị dự phòng còn nếu HBSAG âm mà chỉ có ăn CHBC si total dương mà chỉ là cọc tiêu dạng xịt đó thì là nó thì là trong trường hợp đó không tại vì nếu HBSAG âm um, ăn HBC dương thì người ta nói rõ ràng là prednisone liều lớn hơn hoặc bằng 10 mà kéo dài trên 4 tuần nó có cái liều lượng rõ ràng. Nhưng mà HBSAG dương á thì họ chỉ nói là có cho dù là liều thấp, cho dù là liều thấp mà không nói rõ ràng ở à, thấp là như sao dạng sử dụng là làm sao. Thành ra nếu bệnh nhân mình nghĩ là bệnh nhân của bác sĩ Huy nếu mà HBSAG dương thì có lẽ cẩn thận thì mình nên nên cho uống đi để cho nó an toàn còn nếu mà nếu mình không cho uống thì mình phải theo dõi sát định kỳ nếu mà bệnh nhân tuân thủ thì mình có thể là bác sĩ huy sẽ theo dõi sát cái men gan cũng được thì men gan thật ra là mình đừng có bỏ bắn cho bệnh nhân thôi nếu mà mình theo dõi sát men gan với một cái khoảng cách mỗi chừng 3 tháng mà mình thấy mà nó hơi bất thường cái men gan thì lúc đó mình định lượng siêu vi lại liền đó định lượng là lại chứ còn mình bắt người ta định lượng siêu vi mỗi 3 tháng thì nó cũng bắt tiền quá nó cũng khó nhưng mà nếu mà mình đừng có gọi là mình đừng có nói là bỏ bẩn không có gì đó thì mình sẽ theo dõi và mỗi 3 tháng mà nếu thấy men gan tăng thì thì nên nên nên, nên định lượng siêu vi B để điều trị. Tại vì khi người ta có hắc bé dương thì cho dù là 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 dù muốn dù không thì người ta vẫn có một cái quy trình theo dõi bệnh nhân có hắc bé dương rồi thì có thể là quy trình đó nó có thể là theo dõi mỗi 6 tháng hay là theo dõi mỗi 3 tháng. Thì bây giờ nó chỉ khác là nên theo dõi mỗi 3 tháng nó chặt hơn một tí vậy thôi ví dụ như HB dương mà HB âm -E cái nhóm mà nhiễm không hoạt tính thì có thể là thời gian bình thường là đáng lẽ là theo dõi mỗi 6 tháng thì nếu bệnh nhân có một cái nguy cơ xài cọc tiêu ích dạng hít như bác sĩ Huy nói thì nên cảnh báo là bệnh nhân sẽ tích cực hơn là mỗi 3 tháng thì thì đó là nếu mình không muốn cho uống dự phòng tại vì cái chuyện đó thì nó cũng mơ hồ quá không chắc chắn nè Thưa cô em có câu uh, câu thứ ba Yeah. là trong cái, cái, cái quá trình mà cô đã điều trị đó thì cô chia sẻ với em là trong khi đọc á thì giữa hai cái chỉ số một cái chỉ số nó gọi là lyran creatinine và cái chỉ số igfe thì giữa hai cái chỉ số này đó thì mình điều trị thuốc giống như là cái bài cô vừa nói đó là mình theo cái gfe hay là mình theo cái lyran creatinine không Yeah, cái thật ra cái cái IGFE là gọi là cái ước tính, ước tính độ thanh lọc. Yeah. Thì cái ước tính nếu mà ước tính độ thanh lọc thì nó có nhiều công thức, thật ra nó chỉ là ước tính. Nên nó có nhiều công thức để tính nhưng mà có điều một cái chắc chắn là bao giờ mình cũng nhìn vô cái IGFE hơn là mình nhìn vô cái creatinine. Còn cái clearance đó thì thật ra là nếu mà chính xác cái độ đó thì là mình phải lấy máu và theo dõi nước tiểu 24 giờ đó mới bỏ ra tính được cái răng thì cái đó là chính xác nó không phải là ước tính nữa nó không phải là ước tính từ cái creatinine mà cái răng đó là là độ thanh lọc thật sự luôn không có chỉ e là estimate đâu là độ thanh lọc thật sự là rất là chặt chẽ là người ta phải giữ nước tiểu 24 tiếng đó để để mà tính cái độ thanh lọc thì đương nhiên cái độ thanh lọc là nó phải chính xác rồi tại vì cái đó là tính thật sự luôn chứ không phải là ước tính đó nhưng mà cái đó quá phức tạp đi Thành ra thông thường thì chúng ta vẫn trong thực hành lâm sàng thì chúng ta cứ lấy một cái thời điểm creatinine máu để chúng ta ước tính ra cái IGFE. Nó sẽ không chính xác bằng một cái là làm một động tác tính độ thanh lọc thật sự. Tức là phải giữ nước tiểu 24 tiếng luôn rồi người ta đo rồi thì đó, người ta có công thức người bỏ ra người ta tính thì cái đó mới là chính xác là cái độ thanh lọc thật sự nhưng mà mình cũng bổ sung thêm thì đó trong đó bài cập nhật có bản thân mình thì thì mình đã bỏ sót rồi nhưng mà mình nhắc cái đồng nghiệp là một cái độ thanh lọc thì chưa đủ đâu chúng ta còn phải nhìn cái khả năng là bệnh nhân có bị tiểu đạm hay là bị đường trong nước tiểu mà không phải là bệnh tiểu đường do nó bị tổn thương ống hay đi cầu thận thì chúng ta nên nhớ là bệnh nhân phải có một cái tổng phân tích nước tiểu nữa À, hoặc là đơn giản nhất là làm cái que thử là coi có đạm điệu có đường niệu không nhưng mà còn không thì mình làm một cái là tổng phân tích nước tiểu bên cạnh cái IGFE thì nếu cả hai cái đều bình thường bệnh nhân không có đối tượng nguy cơ gì hết thì chúng ta mới coi như là tạm yên tâm thì cái cái thiếu sót bản thân mình mình có cái thiếu sót là trước đây mình chỉ để ý cái cái creatinine và IGFE và những cái yếu tố khác mà mình nói là ảnh hưởng tới thận mà mình không có để ý cái chuyện là nước tiểu tổng phân tích nước tiểu còn nếu mà tại vì người ta khẳng định là có những cái trường hợp mà IGFE nó vẫn bình thường nhưng khi chúng ta làm tổng phân tích nước tiểu chúng ta đã thấy bệnh nhân có một cái tổn thương là có đạn có ít đường trong nước tiểu rồi. Thì nếu mà chúng ta phát hiện được như vậy thì chúng ta đã đã cân nhắc chúng ta không xài TDF cho những bệnh nhân đó. Thành ra là cái chia sẻ là quý đồng nghiệp nhớ là bây giờ mình thêm một cái nữa là tổng phân tích nước tiểu trong cái đánh giá thận là tổng phân tích nước tiểu. Dạ. cảm ơn cô. Dạ, chào bác sĩ Huy. Dạ, cảm ơn uh, câu hỏi của bác sĩ Huy ạ, à. em thấy ở đây thì có uh, một bác sĩ đấy giờ mình vẫn đang giơ tay ấy á, thì uh, mời bác sĩ mở mic để mình có thể trao đổi ạ. thấy bác sĩ băng tâm cũng đang đưa tay, bác sĩ Nguyên Lượng thì mình có thể chủ động mở mic ạ. Dạ, yeah, chào cô ạ. À. Dạ, yeah, chào bác sĩ Tâm. Dạ, yeah, dạ yeah, yeah, em chào cô tại à, hôm bữa à, em có một cái ca mà không biết em tư vấn uh, như vậy có đúng không cô tư vấn lại cô, hướng dẫn lại cho em tại có một cái ca đó là cái đang đang có thai tháng thứ tư mà xét nghiệm ra cái lượng virus viêm gan B là lên tới 10 lý thứ bảy lần mà men gan dạ. là tăng trên hai lần tới 105 lần thành dạ. ra là bệnh nhân lần đầu tiên mà có thai lần đầu tiên thành ra là dạ. em thấy cái này là nó theo cái cái phát đồ thì em thấy nó đúng chỉ định là điều trị luôn nhưng Đúng mà bệnh rồi. nhân có thai lần đầu á, bây giờ bệnh nhân cũng sợ, bệnh nhân kêu bây giờ lượng virus cao vậy thì giờ có cho con uống thuốc được không? Bây giờ uống thì bệnh nhân cũng sợ là thuốc nó ảnh hưởng uống mà kéo dài cho tới thai kỳ thì sợ ảnh hưởng tới thai. Thành đem thấy bệnh nhân lo đủ kiểu, bây giờ sợ là thứ nhất là không uống thì con nó bị bị lây truyền. Mà giờ uống vô thì sợ ảnh hưởng tới mẹ tới con Thành ra bệnh nhân lo lắng của em Cũng không biết sao Cái em mới tư vấn thôi để qua tháng thứ sáu À, bắt đầu điều trị theo cái dự phòng à, thai kỳ á. Rồi em biết tư vấn vậy rồi bệnh nhân tháng thứ 6 quay lại thì em biết tư vấn vậy là có đúng không hay là sao em thấy bệnh nhân cũng lo lo thành ra em cũng dám quyết định cái cái yeah. phần à, điều trị cho bệnh nhân ngay thời điểm tháng thứ tư này nè. Dạ, yeah. bác sĩ Tâm ơi, thứ nhất á là mà, yeah. là phải cẩn thận á tại vì cái con CVB á mặc dầu người ta vẫn yeah. nói là trong thai kỳ ít khi nào nó bị bùng phát nhưng mà vẫn yeah. không loại trừ. Đó, thành yeah. ra bây giờ mình đang lo cho bệnh nhân đó là cầu nguyện là bây giờ đang tháng thứ tư tới tháng thứ sáu thì cô ấy vẫn cứ như thế để quay trở lại gặp bác sĩ tâm mà bác sĩ tâm phải bỏ thuốc điều trị liền nha. Hiểu không? Mình yeah. lỡ đâu mà chưa kịp tới tháng thứ sáu mà tháng thứ năm mà nó bùng phát siêu vi nó vàng da vàng mắt là cũng mà lắm. Nha, thành ra nếu mà đúng chỉ yeah. định điều trị, đúng, là đúng chỉ định điều trị là mình phải địa, điều trị, còn cái cách mà bác sĩ tâm nói thì thật sự là như yeah. thế này bác sĩ tâm sẽ nói là cái thuốc này yeah tuy nhiên là yeah. tại vì có nhiều bệnh nhân là gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà thì luôn luôn thấy yeah. là cái này không sử dụng cho phụ nữ có thai con bú nó ghi trần dần như vậy mà bác sĩ yeah. cho thì ai người ta chẳng sợ thì chúng ta sẽ nói yeah. là cái này là khuyến cáo chung của của cái hãng thuốc đương nhiên thuốc yeah. không phải là kẹo cho nên là có chỉ định thì mới xài bằng cái người yeah. người ta sản xuất thuốc á thì người ta luôn luôn yeah. ghi như vậy để cảnh báo tất cả mọi người là không có được sử dụng bừa bãi còn bây giờ yeah. mình đứng ở phương diện là mình là người có cái tải lượng siêu vi cao và thậm chí cái tải lượng siêu vi nó đã làm tổn thương gan rồi. Nếu mà mình chần yeah. chừ không điều trị đó, lỡ đâu cái con yeah. siêu vi này nó gây bùng phát tổn thương thì thậm chí tổn yeah. thương mẹ thì làm sao mà bảo vệ được con. Đó đừng có nói là chuyện yeah. con mà ra đời mà bị lây. Mà ngay trong thai kỳ yeah. này nè, nếu mẹ có một yeah. cái tình trạng viêm gan bùng phát, mẹ có một tình trạng tổn thương thì làm sao bảo vệ được an toàn cho tới ngày sinh ra con. Nha cho đó, nên là đặt dạ. đặt lên bàn cân dạ. bác sĩ không bao giờ cho uống thuốc mà đang tự nhiên không cho uống thuốc bây giờ bác sĩ phải đưa lên bàn cân thì những cái nguy cơ mà tác dụng phụ của cái tdf trong thai kỳ dạ. đó là cái nguy cơ mà mẹ sẽ bị nguy hiểm nếu không điều trị thì rõ ràng cái dạ. nguy cơ cho mẹ là phải được giải quyết nếu không không có mẹ an toàn thì làm sao mẹ có mẹ bé chào đời đó là ý thứ nhất dạ. Dạ. Ý thứ hai là cái TDF yeah. này trước khi mà nó được chuyển qua để điều trị HIV đó thì nó đã có hàng chục yeah. năm nói chung là nó đã lưu hành trên thị trường đã từ hay qua HIV là đã mười mấy năm mà từ HIV là nó đã rất rất nhiều năm và hàng triệu triệu yeah. bà hầu trên thế giới này đã phải dùng yeah. TDF ngay cả khi mới cấm thai chứ không cử là thai được 4 tháng nữa ngay cả khi mới được cấm thẻ và người ta đã có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu đồ sộ theo dõi tất cả những bà bầu này từ những bà bầu hiv rồi áp yeah. dụng qua những bà bầu hpv thì người ta thấy giờ, giữa cái đám uống thuốc và những đám không uống thuốc cái, những cái nguy cơ trong thai kỳ nó không có gì khác nhau đương nhiên bất yeah. kỳ một cái thai kỳ nào nó vẫn có một cái tỷ lệ rủi ro cái chuyện đó là nó ngẫu yeah. nhiên thôi chứ không phải là do yeah. thuốc nha yeah. thành yeah. ra là không yeah. phải em là người mà hiếm hoi gì mà phải uống thuốc trong thai kỳ mà đã triệu triệu bà bầu trên cả thế giới này đã, đã trong vòng mười à. mấy năm thậm chí hai chục năm nay người ta đã, đã uống thức. thuốc như thế và tổng kết à. lại thì người ta vẫn không ghi nhận một cái chuyện gì đáng ngại ha à. thành ra là cũng đừng có quá bị ám ảnh như thế mà thật sự là em thương con thì em phải uống thuốc bởi vì em an à. toàn thì em mới sanh được con ra an toàn và chưa kể cái chuyện à. uống thuốc của em nó sẽ có lợi là con em nó sẽ không bị lây nó sẽ hạn chế yeah, cái chuyện lai bởi vì một chuyện chắc chắn là con em chào đời ha mà không phải là yeah. nghỉ cho em đi thì con em nó cũng sẽ bị lây like. nha thành ra lần yeah, sau mất yeah. tâm nói chung là mình phải hết sức tự tin để mình truyền cái yeah. tự tin đó cho bệnh nhân và để họ quyết định uống thuốc thì luôn luôn nói chung yeah. hai ý nhấn mạnh là bác sĩ không bao giờ cho thuốc bừa bãi tất cả mọi thuốc yeah. đều phải được đưa lên bàn cân lợi ích và nguy cơ thì cái nhà yeah. sức họ bảo vệ quyền lợi của họ sợ bệnh nhân kiện cáo chứ nha yeah. cho nên nhiệm vụ của họ là họ liệt kê dù là cái xác suất thấp cách mấy họ cũng liệt kê một bản thiệt là dài và đọc kỹ hướng dẫn yeah. nếu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi đã nói rồi nha tôi đã yeah. nói rồi mà tôi không chịu trách nhiệm cái đó là một cái hãng dược họ bảo vệ cho họ còn bác sĩ mình yeah. mới là khổ đây đúng không bác sĩ nhìn đặt thuốc xuống khi ta mình sẽ chịu trách nhiệm trước bệnh nhân chứ hẳn dược họ không chịu trách nhiệm họ ghi bao nhiêu thứ đó là chuyện của họ để họ không chịu trách nhiệm trước bệnh nhân không chịu trách nhiệm trước bác sĩ luôn tôi sản xuất thuốc ra tôi đã nói cho bác sĩ biết và người uống biết rồi mà bác sĩ chỉ định thì bác sĩ chịu trách nhiệm đúng không cho nên cuối cùng ra bác sĩ mình lãnh đủ hết đó thành ra là bởi vì từng cái viên thuốc mà mình kê cho bệnh nhân mình cũng phải dựa trên cái cơ sở gì chứ thôi là mình là người lãnh đủ phải không thì bác sĩ tâm yên tâm cái chuyện tdf là được tất cả gọi là tất cả những hiệp hội gan mật trên thế kế, giới tất cả những phát đồ họ đã ủng hộ họ ghi vô gai lai like, phát đồ bộ y tế mình cũng có rồi nói trên yeah. văn bản pháp lý là mình không có tội gì khi mình có ghi toa trong thai kỳ hết và vấn đề là bác yeah. sĩ tâm nói làm sao cho bệnh nhân cũng tin được như bác sĩ tâm như vậy để cô đó chịu khó uống thuốc và người mẹ nào cũng thương con hết á cho nên bác sĩ tâm nói là đánh đúng đòn tâm lý em phải khỏe thì em mới xanh con dạ. em được đó. Chuyện thứ hai là dạ. em uống là có lợi cho con em chứ cái chuyện có hại là nó mơ hồ vô cùng nha, thế giới chứng minh dạ. rồi. Rồi, chuyện này là dạ. từ giờ tới đi là coi như bắn 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 là ra bài luôn. Nói là không dạ, tâm dạ. không tụ uống thuốc luôn nha, rồi giờ dạ. mình cầu nguyện tới giờ thứ sáu nó đừng xảy ra chuyện gì. <laughs> dạ rồi cảm ơn cô Số rất kinh nghiệm ạ. À. Dạ cảm ơn cô nhiều ạ. À. <laughs> dạ cảm ơn cô. Dạ chào bác sĩ Tâm. Dạ em chào cô ạ. À. Chắc vâng, em thấy là có một bác sĩ mình uh, vẫn giơ tay nãy giờ đây ạ. Giờ mình em mời bác sĩ mình lên tiếng ạ. Dạ mời một bác sĩ là tên uh, không biết là tên gì chơi nãy mà chưa thấy lên tiếng ạ. Alo. Alo. À, dạ rồi bác sĩ Lượng. Phải không ạ? À? <laughs> hình như là là cái có một người mở mic rồi bị bị cạnh tranh với bác sĩ lượng phải không? Lộc em kiểm tra phần kỹ thuật đúng không Có một người mở bắt bắt mở mic tên Nguyễn Văn A nè, rồi bác sĩ lượng lúc nãy mới lên thì lại lại bị không nói được rồi đó. Dạ, vậy thì tạm thời em uh, mute. Em, dạ, em tắt thì em tắt. Cục cụ của bác sĩ kia đi để cho bác sĩ lượng nói cái đi đã. Dạ. Mời bác, Mời bác, lượng, bác sĩ lượng à, mình. Uh... Đúng Còn bác hả? sĩ gì mà mà dơ tay mà có thể trục trặc mic mic mà không nói được à xin thôi viết lên cái khung chat dùm đi À. Rồi rồi sẽ được trả lời câu hỏi thôi. Chứ giờ mình ra ra dạ rồi mời bác sĩ Lượng, mời bác sĩ Lượng mở mic. Dạ có vẻ như là trái quá trời. Dạ, có có vẻ như là bác sĩ lượng cũng đang uh, bận nên chắc là em xin phép là em à. đọc câu hỏi ở phần Kim đây trước à. À, thì có một bác sĩ hỏi là thưa cô vui lòng cung cấp khuyến cáo dự phòng bùng HPV khi đang điều trị HCV 12 tuần ạ D DAA thì được coi là một dạng ức chế miễn dịch hay là như thế nào À, cái uh, vấn đề DA không phải là ức chế miễn dịch mà vì cái vấn đề là siêu vi B và siêu vi C nó tồn tại song song với nhau á thì trong cái quá trình mà hai con nó tồn tại song song với nhau như vậy thì con siêu vi B nó bị con siêu vi C gọi là ức chế đè đầu cởi cổ nó thì nói chung là khi đó thì con siêu vi C nó sẽ chiếm ưu thế và con siêu vi B nó chịu giống như là lép vế nằm yên nó sẽ không hoạt động nó sẽ không sao chém nó sẽ không phiên bản gì đáng kể cả nhưng khi chúng ta gỡ bỏ ta gỡ bỏ chúng ta điều trị CVC thì chúng ta có DIA rồi chúng ta xử rất là đẹp CVC sạch bóng quân thù luôn thế là lúc đó là CVB tự nhiên nó rộng cẳng quá bị đè đầu cỡ cổ bao nhiêu năm nay rồi tự nhiên bây giờ là tự nhiên người ta bùng lên ha người ta tự do quá là cho nên người ta hứng chí lên người ta có thể bắt đầu là hoạt động gọi là rất là đột ngột luôn tại vì ức chế bao lâu giờ tự nhiên là thấy mặt trời tươi sáng là nhào ra rồi tấn công lung tung đâm chém tùm lum hết thì đó là một cái trạng thái mà người ta nói là viêm gan siêu nó bùng phát sau khi bị gỡ bỏ cái áp lực siêu vi chính vì vậy cho nên là khi nếu bệnh nhân chưa có tiền điều trị siêu vi cứ mang siêu vi thì cứ để hai đứa nó kè kè nhau như vậy thì lại không sao nhưng bây giờ bệnh nhân có tiền điều trị siêu vi gỡ được siêu vi rồi thì siêu nó bùng lên chính vì vậy mà nếu siêu vi ngay cả lúc đầu vì nó bị con siêu vi đè đầu cởi cổ nó đâu có tăng sinh đâu cho nên quý đồng nghiệp định lượng ví dụ như cỡ như cái cô giáo đó mình sẽ thấy là cái định lượng hbe dna của cổ thấp nó dưới ngưỡng tại vì có siêu vi nó đè rồi nhưng mà biết đâu khi mà mình đã điều trị kết thúc thành công đây nè trong vòng thời gian tới đây nè thì cái con siêu vi b nó sẽ lại bùng lên ha nó bùng lên khi mà nó nó được cởi bỏ siêu vi rồi chính vì vậy mà chúng ta phải phải dùng thuốc mình đè sau khi siêu vi mình ngưng rồi mình vẫn còn 12 tuần mình đè tiếp mình đè tiếp để cho nó giống như là nó vẫn chịu cái áp lực cho nó quen quen dần dần lúc đó mình mới buông nhưng mà mình biết là khi mình buông ra thì siêu vi b nó được tự do hoạt động đó như vậy thì sau đó cô này phải tiếp tục mình phải nhấn mạnh là điều trị xong cô này phải tiếp tục theo dõi điều trị siêu vi điều trị CVB bởi vì trong những thời gian sau đó thì CVB nó có thể là nó nó sẽ nó sẽ hoạt động theo cái chuyện mà nó không còn bị ức chế nữa chứ không phải DAA là thuốc ức chế miễn dịch nha. Cái cơ chế rõ ràng là vì nó bị CVC đè và lý do kéo dài 12 tuần là để chúng ta buông gọi là chúng ta buông từ từ nó xong con CVC rồi thì để cái hệ miễn dịch mình nó củng cố để nó ức chế bớt phần nào cái con CVB lại trước khi mà chúng ta buông luôn cả cái cái con uh, buông thuốc đè con CVB nha Tức là bình thường CVB chịu hai tác động đó là cái một phần nào của hệ miễn dịch của mình Và một phần là CVC Thì khi điều trị CVC xong vừa buông CVC Thì chúng ta phải để một thời gian Có cái loại thuốc nó kìm 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 đỡ Để cái hệ miễn dịch của mình Nó làm quen với cái tình trạng là Đã trống vắng con CVC Và nó sẽ kiểm soát con vi theo cái kiểu của nó ha Nhưng mà nói tóm lại là Chúng ta phải hết sức cảnh giác khi không có CVC nữa Thì một mình CVB Nó sẽ bắt đầu phát huy nó Phát huy tác hại của nó đó Dạ yeah. cảm ơn, cảm ơn uh, chia sẻ của cô Hà thì chắc là em xin phép đọc câu hỏi tiếp theo luôn thì có một bác sĩ hỏi rằng là bệnh nhân không đạt siêu virus 12 nhưng mà do uống thuốc không đều thì có tính là một ca kháng thuốc không và phải điều trị lại 6 tháng không cô HCV rồi ai giảm rất nhiều so với kết quả đầu tiên nhưng mà chưa âm tính ạ à, thì cái uống thuốc không không uống thuốc không đều thì cái chuyện này nó nó cũng khó lắm nó không biết là nó rơi vô cái kiểu nào nha nó rơi vô cái kiểu nào thì ở đây người ta chỉ cho mình một cái khung giống như cái bài lúc nãy mình chia sẻ tức là gọi như là uống mất đi khoảng bao lâu đó quên uống khoảng bao lâu còn bây giờ nếu mà uống bữa đực bữa cái cái đó là người ta nói là vì lý do gì đó người ta quên bẩn luôn một khoảng thời gian liên tiếp là 7 ngày 8 ngày 10 ngày gì đó thì người ta còn đưa ra một cái khung đó cho mình hình dung. Còn đằng này bệnh nhân cái kiểu ngày nay uống ngày mai quên, ngày nay uống ngày mai quên thì thật sự là không có ai mà có thể mà xử được tới cái tình huống đó cả. Đó. Và như vậy thì bây giờ nó có hai chuyện. Nếu mà mình điều trị theo cái kiểu như cũ và chuyến này là biểu để đồng hồ reo cho nó uh, cho nó chắc chắn là 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 không có quên nữa đó thì để mình đánh giá lại coi có đúng là thật sự là thất bại hay không. ha mà nếu đã tới mức điều trị lại với đồng hồ reo uống thuốc đầy đủ rồi mình đánh giá mà thất bại thì lúc đó là bắt buộc chúng ta phải xử trí mạnh tay tại sao mình phải nói cân nhắc kỹ như vậy bởi vì quý đồng nghiệp thấy là cái chuyện mà xử trí thất bại á, nó phiền lắm nó phiền ở hai điểm thứ nhất là tiền gấp đôi phải kéo dài thành 24 tuần đi 24 tuần cái phiền thứ hai là nó phải bỏ ribavirin vô đó nha ribavirin không có dễ chơi đâu tại vì cái đó bỏ vô nhiều người không không có thiếu máu mà trở thành thiếu máu. Chuyện nó đã xảy ra rồi bởi vì bản thân cái ribavirin là nó có tác dụng nó gây thiếu máu tán huyết. Đương nhiên trong trường hợp mà ngày xưa đó mà xài kèm cái lại PET interferon á thì vì cái nhóm interferon nó ức chế tủy xương, một mặt á thì ribavirin làm bể hồng cầu làm thiếu máu tán huyết, một mặt là tủy xương nó không có tăng sinh để nó bù lại được cho nên thường là khi mà cả hai cái đó ráp vô thì bệnh nhân đúng là thiếu máu nhanh và thiếu máu nặng. Nhưng những cái cơ địa nhạy cảm thì mình cũng không có thể nói trước được đâu tức là đôi khi quý đồng nghiệp bỏ đi bavirin vô dù, dù người ta không có xài pet không xài interferon người ta vẫn cứ bị thiếu máu tán huyết như thường cho nên là tóm lại là nếu không có chắc chắn không có bằng chứng đầy đủ thì thôi chúng ta đừng có áp dụng cái phát đồ thất bại ha đừng áp dụng phát đồ thất bại cũng giống như CVP đó phải thận trọng khi kết luận là thất bại thì tốt nhất là chiến này nói cho tới đầu tới đũa là phải điều trị cho đàng hoàng cơ hội một lần nữa thôi nếu mà lần này thất bại thì bắt buộc phải tăng thời gian gấp đôi và bỏ Rivavirin và báo trước là sẽ vô cùng khổ sở đó và có tác dụng phụ nguy hiểm chứ không phải coi cơ thường đâu nha dạ con cảm ơn chia sẻ của cô hà em thấy là bác sĩ chuyên lượng có mở được mic rồi ạ mời bác sĩ mình mở mic chia sẻ ạ dạ mời bác sĩ lượng có lẽ là lượng kỹ thuật sao thôi có lẽ là bây giờ mình cứ giải quyết hết những cái cái câu hỏi trên đó khi nào bác sĩ lượng mở được thì cứ lên tiếng nha thì mình sẽ yeah, tương dạ, luyện yeah. để biết à, bác sĩ lượng... oh, được rồi đó rồi bác sĩ lượng mở được rồi phải không? Rồi nói alo, đi à alo Xin chào yeah, uh, 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 vâng may quá uh, cô Hạ cái um, bọn em thường uh, thực hành điều trị viêm gan B C chẩn đoán và điều trị viêm gan B C ở cái khu vực Bình Dương Bình Phước yeah. thì cái khu vực đó thì nhiều nơi là không có định lượng được virus viêm gan B C mà phải yeah. gửi về Sài Gòn. Yeah. Thế thì khi mà gửi về Sài Gòn thì đối với viêm gan B thì mình không nói gì thì kết quả nó cũng thường thường cũng tốt thôi bởi vì cho một cái kết quả rõ ràng và có cái ngưỡng phát hiện. Yeah. À, rồi nhưng mà viêm gan C ấy, thì yeah. có khi mình người ta chỉ cho mình kết quả là dương tính thôi. Đấy nhưng yeah. mà có lúc mà, mà cái kết quả đó thì mất khoảng độ triệu hai triệu ba đấy thế còn yeah. nhưng có những lúc thì lại người ta lại cho mình kết quả cụ thể là là bao nhiêu nhưng mà hình như là yeah. muốn làm được cái chuyện đó là phải ghi là hình như phương pháp hay là máy máy rốt cái gì đấy thế mà cái kết yeah. quả mà cái, cái giá thành lại tận triệu tám đấy yeah. thế thì xin yeah. cô hà lại cho biết là khi mà mình gửi về sài gòn thì mình nên ghi xét nghiệm đến đâu và ghi như thế nào để người ta cho một cái kết quả định lượng chắc chắn với với cái cái số lượng đơn vị uh, virus cụ thể, copy cụ thể? Dạ. Nào, cảm ơn cô. Dạ. À, thông thường nếu chúng ta đã ghi là định lượng thì bắt buộc là người ta phải trả mình là là định lượng tức là phải ra là là đơn vị là là copy hoặc là eu đó bác sĩ lượng à? Vâng đó. vâng ban à, trời còn cái hệ thống máy thì thật ra là nó có nó nhiều mỗi nơi thì nó có hệ thống máy là có hệ thống của Roos thì thường là, là là hoặc là của Abbott mình thì không có chuyên về cái nói chung là mình cũng không có chuyên về lĩnh vực xét nghiệm cho nên là mình à. cũng sự không không có trả lời chính xác được là cái tên máy nhưng mà ví dụ như à. bên mình thì mình hay mở hoặc là cái nhóm cô bác chẳng hạn vậy đó thì nó nói à. nói chung là mình làm quen ở những cái phòng xét nghiệm nào thì họ có những cái dòng máy nào thì mình ghi theo họ nhưng mà à, yeah cũng may lắm bác sĩ Lượng ơi siêu yeah. vi đó thì không có sợ đâu là tại vì ba. đã được mở cửa tới mức là chỉ cần dương tính là bác sĩ Lượng chữa thôi mà ba, Nha? Ba, ba, ba. ra ba. là mình đã chữa rồi thì khi mà kết thúc điều trị mình cũng chỉ cần âm tính là mình kết luận là nó đạt được SVE thôi mặc dù yeah, là là người ta yêu cầu là cái SVE 12 đó là phải dưới 15 EU nhưng mà mình đã thấy là đọc ở Gai Lai thậm chí là của châu Âu là cũng nước giàu á người ta vẫn cho phép là nếu đầu tiên không làm được hcv rna thì thậm Đà. chí mình cv co antigen thôi tức là một xét nghiệm là định tính nó rẻ lắm nó chỉ còn năm sáu trăm ngàn thôi đó bác sĩ lượng yeah, Và yeah. Chỉ dương tính thì âm tính thôi thì nếu, nếu lúc đầu mình điều trị bằng cái xét nghiệm nó dương tính mình điều trị thì khi tới ngưng trị 12 tuần bác sĩ lượng cũng chỉ cần cái kết quả đó nó âm tính là coi như đạt dạ đó. Yeah, đó. thì đừng cái là mình sướng là mình không có không có phải chặt chẽ quá vì cái tải lượng giống như CVB nhưng mà mà nếu mà gửi thì có lẽ là mình xác định rõ ràng là mình định lượng thì nhiệm vụ của người ta kiểu gì đó thì người ta phải trả lời cho mình con số còn khi nào mình định tính thì người ta mới được quyền trả lời là âm tính hay dương tính nhưng mà thường âm tính hay dương tính chỉ làm cái HCV Co Antigen bác sĩ lượng và cái đó thì thường là nó rẻ lắm nó có năm sáu trăm ngàn thôi chứ không phải trên bạc triệu đâu còn trên bạc triệu là định lượng rồi đó là định lượng thì cái kỹ thuật định lượng thì mình cũng biết là cái ngưỡng nếu mà cái ngưỡng chuẩn 15 thì đúng là nó nó có thể nó khoảng tới một triệu mấy dạ, vâng, vâng. Mấy, bác sĩ mình ở xa thì nó hơi cực một chút xíu nhưng mà nếu mà gửi thì mình thấy thôi mình cứ gửi theo những cái phòng xét nghiệm mà lớn ở trên thành phố đó ha thì mình thấy à cái hệ thống ở dưới là mình thấy có Dia Center bây giờ họ có cái hệ thống Dia Center hình như là mở rộng chi nhánh lắm bác sĩ lượng đi tìm thông tin yeah. thử lên mạng mình yeah, sợ yeah. Vâng, à, vâng. Bác sĩ lượng vâng. có thể là gửi gửi cái Zalo riêng cho mình đi, mình sẽ giới thiệu với bác sĩ Lượng mà một cái nhân viên của Daya Center. Dạ, Rồi dạ. cái người này sẽ tư vấn cho bác sĩ Lượng là trong cái phạm vi bán kính bao nhiêu mét quanh cái vùng bác sĩ Lượng đó thì họ vâng. có có những chi nhánh nào để mình gửi cũng được nha. Thế dạ mấy vâng, vâng. Sau thì có vâng. lẽ là tại vì bản thân mình cũng hay cho người nhà xét nghiệm của mấy cái xét nghiệm của Daya á. Thì mình thấy là cái hệ thống họ cũng là khá là mạnh, họ làm cũng khá là chuẩn á. Cũng không dạ, đắt tiền vâng, vâng, vâng. lắm so với những cái khác. Nhưng được cái là cái chi nhánh họ, họ rất là nhiều. Và à, cái nữa là mình thấy họ tích cực xét nghiệm tại nhà lắm. Dạ, à, cái này không vâng, phải quảng cáo cho đá Center nhưng mà cũng chia sẻ luôn là cái mùa Covid á. Khi mà bị dạ. phong... Đó. khi mà mình tư khi mà mình gọi là điều trị bác sĩ online cho những bệnh nhân covid ở nhà đó thì những cái giai đoạn mà mình phải làm những cái xét nghiệm để coi có vô tiên lượng cái cân cân cơn bão cytokin si không đó có những bà. trường hợp phải làm xét nghiệm đó thì đâu có phòng xét nghiệm nào mà làm được thì lúc đó là mình gọi đa center là thì những cái vùng mà bị phong tỏa tuyệt đối thôi còn không là nhân viên họ mặc đồ bảo hộ họ tới tận nhà họ lấy máu cho 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 bệnh nhân dạ, các là, là, là phải gửi là có uh... cái hệ thống đó nếu yeah, mà đồng yeah. nghiệp ở xa mà hơi khó thì có thể liên hệ thử cái hệ thống đó xem sao nha yeah. yeah, dạ cảm ơn cô hà chắc là yeah. phải uh, gửi cái zalo nhờ cô giới thiệu dạ yeah, dạ yeah. yeah, mình... cảm ơn cô dạ yeah. yeah. à, chắc là mình đến với câu hỏi tiếp theo luôn ạ thì em à. thấy là có vẻ như là một câu hỏi nối tiếp của câu câu hồi nãy cô vừa trả lời tại vì em thấy có một bác có đặt câu hỏi là như vậy thì DAA cộng TAF 12 tuần thì tiếp TAF 12 tuần rồi mới xét nghiệm HCV RN cộng HBV DNA thì có đúng không ạ? À, chính xác tức là là điều trị đủ cái dia uh, DA 12 tuần rồi rồi chúng ta vẫn tiếp tục duy trì tám tiếp 12 tuần sau lúc đó là để ngưng DNA điều trị tắp tiếp 12 tuần rồi sau đó mới xét nghiệm kiểm tra lại là HCV RNA cộng với lại HPV DNA và HCV RNA giống như cái ví dụ mình nói thì trong trường hợp đó là nếu âm tính thì mình kết luận là đã thành công đạt được st 12 và ngay thời điểm đó mình có thêm một cái bằng chứng là HPV DNA bằng chứng là dưới ngưỡng là giống như cái cô giáo lúc nãy là ba lần đó hai lần đầu trước khi mình điều trị và kết thúc điều trị là nó dưới ngưỡng thì mình trả lại cho cổ ở cái trạng thái là nhiễm và theo dõi định kỳ à rồi đây sẵn cô đọc luôn cái câu kế nha lộc nha là một trường hợp viêm gan b đồng nhiễm với gan d thì điều trị thế nào theo dõi và tầm soát thì cái này là ở trong trong cái bài siêu vi b phần 2 thì mình có trình bày rồi đó ạ à. À, xin xin quý đồng nghiệp xem lại thì thật ra cái này mình không có gì nói nhiều là tại vì mình đã nói là bản thân mình cũng chưa từng điều trị CVD bao giờ cả ha. Thì thường đó là CVB những trường hợp mà chúng ta đã thấy chúng ta kiểm soát CVB tốt mà kết quả men gan nó không tốt thì lúc đó chúng ta phải đi tìm những nguyên nhân khác. Thì trong đó là có CVD thì quý đồng nghiệp sẽ xem lại cái phần đồng diễn B và D mình có có trình bày và cái đó là mình cắt dán nguyên cái văn bản của Bộ Y tế mình luôn. đó thì những cái thuốc là như vậy thì thiệt ra là bây giờ thuốc điều trị CVD trên thế giới thì họ cũng đang có những cái nghiên cứu thuốc uống mới này nọ thì hiệu quả nó khá khá nhưng mà chưa có trong thị trường Việt Nam mình đâu còn Việt Nam mình CVD thì chỉ xài cái nhóm PET interferon thôi thì cái nhóm đó tác dụng vũng khiếp tiền thì nhiều mà hiệu quả thì rất là thấp gọi là thắng được dưới dưới khả năng thành công khoảng 30 30 phần trăm thôi quý đồng nghiệp hình dung vậy một thuốc là lắp tiền tắc dụng phụ nhiều mà mình chỉ có 3 phần thắng 7 phần thua thôi nha thành ra là cũng không có không có khuyến cáo điều trị và cố gắng là chúng ta kiểm soát CVB cho thiệt tốt thôi thì hy vọng là cái CVD nó cũng không có không có gây cái tác hại gì nhiều dạ yeah, rồi ở đây thì uh, mình đọc luôn một câu hỏi nha uh, trường hợp này Xin lỗi, nói là trường hợp này điều trị lại 3 tháng nên người không không rõ. Bác sĩ nói trường hợp này là trường hợp nào mình cũng không rõ cái câu này. Trường hợp này điều trị lại 3 tháng. Rồi mấy những cái câu này mà nó bị cắt nối như vậy đó, rồi xin lỗi đồng nghiệp là có lẽ là quý đồng nghiệp nên nên viết lại nó đầy đủ vô một cái câu hoàn chỉnh đi, rồi mình sẽ viết lại trên một cái file buộc mình trả lời thì như vậy mình nghĩ là cái câu trả lời nó sẽ chất lượng hơn chứ đôi khi mà mình cứ cắt dán cắt dán vậy đôi khi nó nó không có rõ ràng và có thể là mình trả lời mình cũng không có suy nghĩ thấu đáo mình trả lời nó cũng không có chính xác ha thật <laughs> ra cái trường hợp này có lẽ là không biết Cái câu này của quý đồng nghiệp nào đó mình đọc lại nè vậy trường hợp này điều trị lại 3 tháng rồi điều trị thêm một tháng gì đó thì thì quý quý vị này uh, viết lại toàn bộ dùng cho mình cho nó một liền một mặt ý đi nha rồi mình sẽ trả lời chung trên cái file cho cho các đồng nghiệp khác tham khảo luôn Ờ uh... Rồi ở đây có một đồng nghiệp hỏi là bệnh nhân đồng nhiễm HIV và HCV điều trị phát đồ TLD à, cái này luôn nói chung là là cũng không không và sốt veo trong Thôi chắc xin lỗi quý đồng nghiệp nha có lẽ là nên viết lại nên viết lại có thể là viết lại vô cái à, có thể không quen đánh máy trên cái phần chat này thì quý đồng nghiệp có thể gửi trên trên Zalo cũng được. Có thể gửi trên Zalo thì mình sẽ trả lời nó 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 rõ ràng hơn chứ cái này không nghe câu hỏi, mình nghe câu hỏi không rõ thì mình trả lời nó cũng không rõ và có nhiều khi gây hiểu lầm thì còn tai hại vô cùng luôn á. Rồi vậy nha, có những cái là thật sự là mình không có rõ ý là muốn hỏi cái gì luôn cho nên mình cũng không dám trả lời luôn. Thì quý đồng nghiệp chịu khó viết lại cái câu hỏi cho hoàn chỉnh rồi rồi gửi qua group Zalo thì mình sẽ trả lời trên group Zalo hiện ừ, tại ở đây thì em thấy là bác hương có một câu hỏi cho cô Hà nếu mà viêm gan C đồng nhiễm với cả lao phổi á thì nếu mà men gan tăng thì có nên điều trị lao phổi trước ổn định rồi mới điều trị viêm gan C không ạ? À, cái men gan thì cái vấn đề là men gan nó nó tăng thì mình tạm thời tại vì mình cái giữa cái lao phổi và viêm gan C thì chúng ta nói chung là cái gì cũng để lên bàn cân thông thường nếu mà không có khẩn cấp men gan nó không có tăng gì đáng ngại tới nỗi mà cản trở điều trị thuốc lao thì chúng ta có thể xem xét mà vấn đề là lao như thế nào nữa chứ lao mà nó tiến triển bk dương ha là bằng cách mọi cách là chúng ta phải ưu tiên chúng ta giải quyết lao rồi đó chứ thôi nó sẽ nguy kịch rồi rồi nó lây cho cộng đồng ha và những cái lao khẩn cấp khác nữa còn giả sử như lao mà nó mơ mơ hồ hồ nó có một cái đốm mờ mờ bk âm cũng chưa chắc là lao chẳng hạn vậy thì tùy thì lúc đó có thể nếu bằng chứng lao mà chưa chắc mà cũng không phải có chỉ định điều trị lao rõ ràng thì chúng ta sẽ điều trị chúng ta sẽ giải quyết CVC nhanh chóng trong vòng 3 tháng trong thời gian đó thì vẫn phải theo dõi sát cái tình trạng diễn tiến lao nhưng mà thật sự xu hướng thì vẫn nói là nếu bằng chứng lao đã rõ thì chúng ta cứ điều trị lao cứ điều trị lao và chúng ta thì cái chuyện mà men gan tăng thì bác sĩ chuyên khoa lao người ta phải có cái gọi là người ta sẽ cân nhắc cái thuốc của người ta người ta sẽ cân nhắc cái thuốc làm sao mà nó ít ảnh hưởng tới gan nhất thì cái đó là nhiệm vụ của bên chuyên khoa lao nhưng mà cái men gan mà nó tăng vừa phải thì không phải là chống chỉ định dùng thuốc điều trị lao đâu mà chỉ khi nào người ta bỏ thuốc điều trị lao mà người ta thấy là mấy cái men gan nó tăng đột ngột nó tăng xấu đi đó thì rõ ràng là có vai trò của thuốc điều trị lao nó làm cái tổn thương nó xấu đi thì lúc đó quý đồng nghiệp bên đó họ sẽ cân nhắc họ đổi thuốc chứ không có nghĩa là hệ cái men gan tăng là chống chỉ định sử dụng thuốc lao theo mình biết những lần mà đi hội trợ với bên lao thì cái thái độ của mấy đồng nghiệp bên đó là như vậy tức là họ sẽ nếu điều trị lao trên một bệnh nhân có vấn đề gan thì họ sẽ bỏ thuốc cái dạng thăm dò và đương nhiên những bệnh nhân đó thường là nên điều trị nội trú để các bác sĩ sẽ theo dõi sát gọi là test thử đó là coi nó có phản ứng với làm tình trạng gan xấu đi hay không nếu tình trạng gan không xấu đi thì có thể bỏ thuốc điều trị triệu chứng silimarin gì đó để cầm cự cái chuyện men gan và vẫn điều trị lao cho nó ổn rồi sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện CVC thì cái chuyện lao là một cái bệnh lây nhiễm và nó có nguy cơ nó diễn tiến nhiều cái biến chứng thì bao giờ chúng ta cũng phải ưu tiên lao hơn CVC